Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 19. Không thể nào, ta luyện ra là lục phẩm đỉnh giai đan dược, còn cao hơn cả một bậc so với lục phẩm đỉnh giai dược dịch, làm sao có thể thua? An Lan điên cuồng, giống như là con sói đói nhào về phía Lê Ngự. Lê Ngự cau mày một cái, vừa chuẩn bị xuất thủ, lại thấy An Dược Hoàng đột nhiên lóe lên, một bàn tay đập bay An Lan. Ngươi thật mất mặt xấu hổ. An Dược Hoàng gầm thét một tiếng. An Lan ngơ ngơ ngác ngác giật mình một cái, lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thật xin lỗi, sư phụ, đồ nhi khiến ngài mất mặt. An Dược Hoàng hài lòng gật đầu, nói, đây mới là đồ nhi an tâm ta, thua cũng thua rồi. Về sau đồ nhi nhất định cố gắng hơn. An Lan cung bái nói, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn Tiêu Phàm. Được rồi, đừng ở đây diễn kịch nữa. Thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc vang lên. Vừa rồi ai nói nếu thua, về sau không được bước vào con đường luyện dược nữa. Chẳng lẽ đồ đệ An Dược Hoàng thua không chịu nổi sao? Sắc mặt An Dược Hoàng âm trầm đáng sợ, hắn vốn dĩ tưởng bản thân cố ý giáo huấn An Lan một trận, việc này liền sẽ cho qua như vậy, nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà níu lấy không thả. Đương nhiên, danh khí An Dược Hoàng lớn vậy, có thể không để vào mắt mấy việc này. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. An Lan hắn đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào nữa? An Dược Hoàng hận không thể tát chết tiểu tử này, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy khiến bản thân mất mặt. Ta muốn thế nào ư? Con người Tiêu Phàm cũng băng lạnh, mới vừa rồi ai còn nói muốn cho ta biết núi cao còn có núi cao hơn? Là ai nói nếu như ta thua, sẽ cho ta đẹp mặt? Nếu như ta thua, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ cần ta nhận thua là xong sao? An Dược Hoàng ngậm miệng không nói gì. Tiểu tử này câu nào cũng đánh trúng trọng tâm, khiến hắn căn bản không có chỗ nào có thể phản bác. Đương nhiên, không ai dám bắt An Dược Hoàng ngươi phải như thế nào, Tiêu Phàm ta là một tiểu tử vô danh, càng không dám làm khó ngươi. Chỉ là ta muốn nói một câu, không có bản lĩnh gì thì đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Liếc nhìn Phong Lang, Tiêu Phàm liền đi ra ngoài. An Dược Hoàng răng mài vang lên kèn kẹt. Sau ngày hôm nay, mỗi khi mọi người nhớ tới An Dược Hoàng hắn, nhất định sẽ nghĩ đến việc hôm nay, tên Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ vang vọng Ly Hỏa Đế Đô. 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư, không biết sau này có còn ai không nhưng tuyệt đối là hiếm có, mà dẫm đạp lên tên tuổi An Dược Hoàng hắn như thế này còn chưa từng có ai. Sư huynh, chờ ta, Lê huynh, sau này cùng ngươi trò chuyện sau. Tần Mặc để lại một câu, cũng mang theo Tần Mộng Điệp rời đi. Những người khác trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục An Dược Hoàng, Tiêu Phàm tuyệt đối là người đầu tiên. Ô trong con ngươi An Dược Hoàng lóe qua sát khí băng lãnh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, dám đắc tội An tầm ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Cách đó không xa Lê Ngự nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ trầm xuống, An Dược Hoàng là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thiên tài dạng này, cũng tuyệt đối không thể chết trong tay An Dược Hoàng. Việc Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, nhất định phải nói cho Hề lão, có lẽ việc kia, Tiêu Phàm có thể giúp được một tay. Đạo Hiên, Thiên Linh, chúng ta đi trước. Nghĩ vậy, Lê Ngự vội vàng mang theo thanh niên mặc kim bào cùng Y Thiên Linh rời đi. Ba người Y Vân, Hướng Vinh cùng Văn Phường chủ sắc mặt cũng trầm xuống. Hôm nay Tiêu Phàm lại làm mất lòng An Dược Hoàng, sau này tuyệt đối không có kết quả tốt. Trong lòng ba người đã có ý nghĩ, sau chân kỳ đại hội nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp Tiêu Phàm. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tất nhiên không biết. Hắn rời khỏi quảng trường, liền trực tiếp đi tìm Tiểu Kim. Tiểu Kim đâu? Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện, những khắp nơi căn bản cũng không có bóng dáng Tiểu Kim. Giống. Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm gầm lên giận dữ, Tiêu Phàm sầm mặt lại, lách mình biến mất tại chỗ. Công tử, tiểu súc sinh này thực sự là lợi hại. Bằng vào mấy người chúng ta, đoán chừng không phải đối thủ của nó. Nơi xa trên đường cái, ba thân ảnh cùng một kim mục báo dài 8 mét phây tiểu kim vào giữa, trong đó một người sắc mặt khó coi nói. Tiểu súc sinh này nhất định là dị chủng, hình thể vậy nhỏ như vậy. Vậy mà nắm giữ thực lực lục giai đỉnh phong. Hôm nay, ta nhất định muốn chế phục nó. Một thanh niên anh Tuấn nhe răng trợn mắt nói.
Trên mặt Tiểu Kim lóe qua một nụ cười âm trầm, nếu như không phải Tiêu Phàm khuyên bảo nó, không nên ở chỗ này tùy tiện giết người, có lẽ mấy người này đã sớm phơi thây đầu đường. Tiểu xúc sinh này lại còn biết cười. Thanh niên anh Tuấn hơi kinh ngạc, có điều trong lòng hắn càng thêm kích động, các ngươi vây quanh nó cho ta, đừng để nó chạy. Vừa dứt lời, thanh niên anh Tuấn hóa thành một tia sét, hướng về Tiểu Kim phóng đi. Hô, nhưng mà một đạo sáng hắc sắc từ hư không xẹt qua, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thanh niên anh Tuấn, một dấu chân đen trực tiếp đạp lên trên mặt thanh niên anh Tuấn. Thanh niên anh Tuấn bị một cước đạp bay, hung hăng đập xuống mặt đất, lăn ra hơn 100 mét mới dừng lại, mặt đất lưu lại một khe rãnh thật sâu. Một đạo hắc ảnh rơi vào bên người Tiểu Kim, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Khốn kiếp, thanh niên anh Tuấn từ mặt đất đứng lên, phẫn nộ tới cực điểm, một tay bưng lấy khuôn mặt, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, là ngươi, chỉ bằng con chó của Y Vân như ngươi cũng dám đạp bản công tử. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn tất nhiên cũng nhận ra thanh niên đối diện, chính là Y Quý Chu trước đó cùng Y Thiên Linh tranh đấu, đệ tử dòng chính Y gia. Y Quý Chu coi Tiêu Phàm chỉ là cấp dưới của Y Vân, một cấp dưới dám đạp bay bản thân, khiến hắn làm sao không giận. Tiểu tử, ngươi dám làm thương công tử. Hai chó săn của Y Quý Chu cũng lấy lại tinh thần, lập tức hung dữ ác sát đánh tới. Cút, Tiêu Phàm hai tay vung lên, lạnh lùng quát, một cỗ sát khí khủng bố nở rộ ra. Hai tay sai kia bị dọa đến toàn thân run lên, phù phù một tiếng ngồi yên tại chỗ, toàn thân phát run. Y Quý Chu cũng bị khí thế Tiêu Phàm làm cho giật mình, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiêu Phàm lạnh lùng quét mắt qua Y Quý Chu, thấy Y Quý Chu toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt liền có một tia khinh thường, sau đó Tiêu Phàm xoay người ngồi trên lưng Tiểu Kim, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, người có gan chớ đi, Y Quý Chu lấy dũng khí giận dữ hét. Tiêu Phàm ánh mắt giận dữ quét qua, lạnh giọng nói, còn muốn bên phải cũng đóng cái dấu. Ngươi, Y Quý Chu vội vàng che khuôn mặt bên phải, tiểu tử, ta là người Y gia, hôm nay ngươi đắc tội ta, ngươi đừng mong sống quá 3 ngày. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở bên người Y Quý Chu, tốc độ nhanh như điện, một đạo kiếm khí lóe qua, Y Quý Chu vội vàng lấy tay đánh ra một quyền. Nhưng mà lúc này, một cước quỷ dị xuất hiện, đạp ở mặt phải của Y Quý Chu, trong miệng hắn răng bắn bay mấy cái. Y Quý Chu tức đến thổ huyết, hai bên mặt hắn đều in hai dấu chân thật sâu. Bỏ qua cái tên Y ra, người được xem là gì? Đạp ngươi cũng bẩn chân ta, trả ra thứ đồ chơi gì? Tiêu Phàm khinh thường liếc nhìn Y Quý Chu, vỗ vỗ đầu Tiểu Kim, cùng Phong Lang hai người biến mất ở cuối con đường. Khốn kiếp, coi như ngươi chạy nhanh, Y Quý Chu phẫn nộ tới cực điểm. Gian nan từ mặt đất đứng dậy. Người đâu, sao nhanh như vậy đã không thấy đâu nữa. Tần Mộng Điệp cùng Tần Mặc hai người xuất hiện, lại phát hiện không thấy tăm hơi Tiêu Phàm. Đi hướng bên kia, Tần Mặc quét qua hồn lực, bắt gặp Tiêu Phàm vừa mới biến mất ở cuối con đường. Tiêu Phàm mang theo Phong Lang cùng Tiểu Kim chạy như bay về hướng ngoại thành, một đường thông suốt, vào nội thành khó, rời đi lại rất dễ dàng. Ra khỏi nội thành, Tiêu Phàm nhìn phía sau một chút, nói Tiểu Lang, ngươi và Tiểu Kim dụ bọn hắn về chỗ chúng ta ở, ta đi trước. Được, cẩn thận, Phong Lang gật đầu, hắn tất nhiên biết Tiêu Phàm lo lắng như vậy là muốn đi nơi nào. Hôm nay đấu trường sinh tử còn có một trận hắn tranh tài, qua chỗ An Lan nháo trò như thế, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Tiêu Phàm cơ hồ là chạy đua với thời gian đi tới đấu trường sinh tử, có điều, với thực lực hiện tại của hắn. Có thể ứng phó một chiến vương hậu kỳ thật đúng là không nói chơi. Vẻn vẹn một kiếm, Tiêu Phàm liền kết thúc chiến đấu. Có điều, Tiêu Phàm cũng không vội vã rời khỏi đấu trường sinh tử, những ngày qua, hắn luôn cảm giác có người âm thầm đi theo bản thân. Việc chờ đợi này, lại là đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Tiêu Phàm mới từ thông đạo bí ẩn rời đi. Hy vọng trước khi khảo hạch chiến hồn học viện, có thể lấy được 90 trận thắng lợi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, đột nhiên hắn cảm giác phía sau có một đạo lãnh mang gào thét tới. Rốt cục không nhịn được nữa rồi sao? Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, chân đạp thế vân tung đột nhiên vọt lên không trung. Ban đêm ly hỏa đế đô đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa cường thịnh, mấy đạo thân ảnh trên hư không cấp tốc bay lượn. Tiêu Phàm sở dĩ không xuất thủ, chính là bởi vì mặt nạ hắn còn chưa gỡ xuống,
thân phận U Linh tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không sẽ có rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm càng bay càng cao, cố gắng tránh để người ta phát hiện, rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu mây mù, Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm, bỗng nhiên quay người nhìn mấy người phía sau. Có gan người tiếp tục chạy, sao không chạy? Mấy đạo thân ảnh vây quanh Tiêu Phàm, người nói là một thanh niên áo bào trắng, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, quanh thân kiếm khí tung hoành. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, khuôn mặt này hắn tựa như gặp qua ở đâu, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Theo dõi ta mấy ngày, ta cũng thấy phiền, Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay đứng chắp tay, thanh âm khàn khàn vang lên, lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. A, sau ngày hôm nay sẽ không có người làm phiền ngươi, vì ngươi chỉ là một người chết mà thôi. Thanh niên áo bào trắng cười lạnh nói. Không chỉ một người chết, phải nói là bốn người. Tiêu Phàm duỗi ra bốn ngón tay nói, nhếch miệng lên hình cung. Sư huynh, làm thịt hắn rồi nói tiếp, tiểu tử này có thể giết chết Hắc Vô Thường đại ca, khẳng định có chút thủ đoạn. Một tu sĩ khác quát lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng vọt về hướng Tiêu Phàm. Hắc Vô Thường, vậy ngươi chính là Bạch Vô Thường. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, suy ngẫm nhìn thanh niên áo bào trắng. Tiêu Phàm một mực đang nghi hoặc, mình ở đấu trường sinh tử thắng hơn 70 trận, thì cũng tương đương với giết chết hơn 70 người. Hắn một mực hiếu kỳ, rốt cuộc là thân nhân ai đang tìm hắn để gây sự. Bây giờ nghe được mấy chữ Hắc Vô Thường này, Tiêu Phàm cũng liền hiểu rõ. Trong hơn 70 người bị hắn giết chết, có thể được Tiêu Phàm hắn nhớ tên chỉ có số ít vài người, mà Hắc Vô Thường xem như một người trong số đó. Biết rõ tên của ta, người chết cũng được nhắm mắt. Còn người thanh niên áo bào trắng Bạch Vô Thường vô cùng lạnh lẽo, kiếm trong tay ánh lên lấp lóe, hắc vân trong nháy mắt bị xé rách, sau đó hóa thành sương mù tiêu tán. Phốc phốc, trên cánh tay, trên lồng ngực, trên mặt Tiêu Phàm đột nhiên tách ra từng đạo tơ máu. Kiếm ý, sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, hắn cũng đã được nghe nói tên của Bạch Vô Thường, người này không phải chỉ có thực lực phong vương chiến vương sao. Làm sao bây giờ lại lĩnh ngộ kiếm ý, hắn không tin ngoài Lâu Ngạo Thiên ra còn có người có thể tại chiến vương cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, một người tùy tiện lại có thể làm đến bước này. Ha ha, tiểu tử bị dọa sợ rồi à, Bạch Vô Thường sư huynh vì muốn giết ngươi, những ngày qua, một mực đợi tại kiếm ý cốc lĩnh ngộ kiếm ý, rốt cục đột phá chiến hoàng cảnh. Một người khác cười lạnh nói. Chiến hoàng sao, Tiêu Phàm cau mày một cái, cũng không phải hắn sợ chiến hoàng cảnh, mà là hắn lo lắng tạo thành tiếng vang quá lớn, khiến những người khác chú ý. Hơn nữa, một khi bản thân thi triển ra một chiêu kia, mà giết không chết Bạch Vô Thường, thân phận bản thân nhất định sẽ bại lộ. Xem ra chỉ có tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Tốc chiến tốc thắng, tiểu tử ngươi thật đúng là tự tin thái quá. Đám người Bạch Vô Thường nghe vậy, lập tức cười lên ha hả. Phốc, tiếng cười chưa dứt. Một cái đầu người đã bay lên cao, huyết châu bắn về phía hư không. Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang bắn ra, cái đầu kia cùng thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán trên không trung. Những ngày qua chúng ta một mực chú ý cách ngươi chiến đấu, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Bạch Vô Thường thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực Tiêu Phàm. Ngươi không biết nhiều rồi. Tiêu Phàm cười lạnh. Không chút do dự lần nữa vung ra một kiếm. Hồng Trần thiếu, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, quanh thân Tiêu Phàm ngân quang chợt hiện, chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc lại thêm hai người tử vong, chỉ có Bạch Vô Thường tránh thoát một kiếp. Chiến hoàng cảnh không hổ là chiến hoàng cảnh, có thể tiên cơ liệu địch, có điều cánh tay hắn cũng rách ra mấy lỗ, máu tươi thấm vào áo bào trắng. Quả thực đánh giá thấp ngươi, có điều thực lực chiến hoàng cảnh không phải ngươi có thể chống lại. Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, kiếm ý bắn ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một đạo hàn ý lướt qua bên tai, một tiếng xé gió vang lên, hàn ý kia trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, chém về phía cổ của hắn. Kiếm ý thật nhanh, Tiêu Phàm kinh ngạc, Tu La kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc. Bang, đốm lửa trên không bắn tứ tung, từng đạo kiếm khí bắn ra, cắt vỡ khuôn mặt hắn, máu tươi róc rách chảy. Thiên hạ chi kiếm. Duy nhanh bất phá, tha hồ hưởng thụ bữa thịnh yến cuối cùng đi. Thanh âm Bạch Vô Thường hư vô thoát ẩn thoát hiện vang lên, tốc độ nhanh đến cực hạn.
cho dù là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ bắt được một đạo tàn ảnh. Cho dù lĩnh ngộ đệ nhị trọng phong thế, nhưng mà trước mặt kiếm ý nhanh, chỉ như là một hài nhi nhỏ yếu. Cũng không phải là tốc độ Bạch Vô Thường nhanh hơn Tiêu Phàm bao nhiêu, mà là tốc độ hắn xuất kiếm còn xa Tiêu Phàm mới có thể so được. Thế, vẫn đại diện dũng cảm tiến tới, không lo không sợ. Nhưng mà ý lại hư vô ẩn hiện, không cách nào bắt được. Chính là nói, thất phẩm chiến kỹ đều cần lĩnh ngộ ý mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Phốc phốc, trên người Tiêu Phàm, từng đạo máu tươi nở rộ. Lần này, khác với lúc đối chiến với Hắc Vô Thường, khi đó Tiêu Phàm đang mượn Hắc Vô Thường để đột phá, lĩnh ngộ đệ nhị trọng phong thế. Nhưng mà hiện tại, hắn căn bản không có tâm tư kia, chỉ muốn ngăn trở kiếm của Bạch Vô Thường. Cho tới nay, Tiêu Phàm cảm thấy tốc độ bản thân cơ hồ không ai có thể so được, hiện tại hắn phát hiện trong tu sĩ cùng cấp, tốc độ của hắn đúng là đánh đâu thắng đó. Nhưng tại trước mặt chiến hoàng cảnh, chênh lệch lại vẫn khá lớn. Lần trước có thể chém giết Tần Đao, quả thực phụ thuộc nhiều vào vận khí. Tiểu tử, đại ca ta vì ngươi mà chết, ta cũng vì ngươi mới từ bỏ lĩnh ngộ đệ tứ trọng kiếm thế. Hôm nay không giết ngươi, khó tiết ra được mối hận trong lòng ta. Bạch Vô Thường cười lạnh không thôi. Tốc độ hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, thương thế trên người Tiêu Phàm cũng ngày càng nặng, huyết châu nóng hổi từ trên người hắn rơi xuống. Vô tận sát lục và đồ lục chưa chắc có thể giết chết hắn, hơn nữa tiêu hao quá lớn đối với ta, một khi giết không chết được hắn, đến lúc đó ta sẽ chết càng nhanh. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn phát hiện, bản thân lần này thực sự đụng phải đối thủ khó. Gạch nối, bang bang, kiếm quang lấp lóe trên không, thanh âm từng đợt kim loại va chạm vang lên. Kiếm Bạch Vô Thường càng lúc càng nhanh, trên người Tiêu Phàm đã không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Hồng Trần thiếu, thân sắc Tiêu Phàm cứng lại, tam trọng kiếm thế xuất ra, khí thế sát phạt dày đặc chiếm toàn bộ hư không, vô số mây mù nổ tung. Ngươi chỉ biết ra một kiếm này sao? Bạch Vô Thường cười ha ha, trên mặt trắng bệch có vài tia phơn phất hồng. Mặc dù trong mắt đều là vẻ khinh thường, nhưng trong lòng hắn cũng ngưng trọng vô cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời gian dài thi triển kiếm ý, hắn cũng phải tiêu hao rất lớn, dù sao hắn cũng vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh, cảnh giới còn có chút bất ổn. Hơn nữa không phải là hắn không muốn lập tức giết chết Tiêu Phàm, mà là hắn căn bản không làm được. Kiếm Tiêu Phàm có lẽ không nhanh bằng hắn. Nhưng luôn luôn có thể tránh thoát công kích chí mạng, hơn nữa tốc độ xuất kiếm cũng không ngừng biến nhanh. Muốn chạy, đột nhiên, Bạch Vô Thường lạnh lùng cười một tiếng, chỉ thấy sau khi Tiêu Phàm đang vung ra một kiếm liền biến thành một vệt sáng vọt về cuối chân trời, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Bạch Vô Thường không chút do dự đuổi theo, hai người xuyên toa mây mù, đèn đuốc sáng trưng phía dưới chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, tốc độ hai người đạt tới cực hạn. Cũng đã rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô. Nửa chén trà nhỏ sau, Tiêu Phàm liếc nhìn phía sau, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sau đó trực tiếp lao xuống dưới mặt đất. Phía dưới dãy núi kéo dài, một mảnh đen kịt, tựa thế rồng cuộn hổ ngồi, Tiêu Phàm mặc một bộ áo bào đen, rất nhanh liền hòa vào trong đó. Ngươi chạy không thoát, có đổ máu cũng phải giết chết ngươi. Bạch Vô Thường cười lạnh, hắn theo đuổi sau lưng Tiêu Phàm không bỏ. Chạy, ta thật không muốn chạy. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La Kiếm, đứng lơ lửng trên không, lúc còn ở chiến vương trung kỳ, hắn dám chiến chiến hoàng trung kỳ Tần Đao. Bây giờ đột phá chiến vương hậu kỳ, đối mặt với chiến hoàng cảnh Bạch Vô Thường, hắn làm sao phải sợ. À, ta cũng phải xem, người đến cùng dựa vào cái gì tự tin như vậy. Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, lần nữa biến mất tại chỗ, hư không kiếm khí dày đặc, hàn quang lấp lóe. Con người Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, từng đạo kiếm ảnh lóe qua trên người hắn, tựa như chậm đi rất nhiều. Mỗi một kiếm mặc dù nhìn qua vô cùng quỷ dị, nhưng mà cũng có quy luật nhất định. Bang, Tiêu Phàm nâng Tu La Kiếm trong tay, bỗng nhiên ngăn ngay trước người, nhìn như rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn. Ngươi, trong mắt Bạch Vô Thường lóe lên lóe qua một tia kinh ngạc, Tiêu Phàm vậy mà ngăn được. Một kiếm này nhanh thế nào, Bạch Vô Thường rất rõ ràng. Dù là cùng cấp chiến hoàng sơ kỳ cũng chưa chắc chống đỡ được. Ngươi nói rất đúng, kiếm đạo, duy nhanh bất phá, nhưng có một điều ngươi không biết,
ý chí mới là quan trọng nhất. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Không có khả năng, ý chí là thứ cường giả chiến đế mới có thể lĩnh ngộ, người không có khả năng chạm đến cấp bậc kia. Bạch Vô Thường bỗng nhiên lắc đầu. Nói đùa cái gì, nếu như lĩnh ngộ ý chí, một cái ý niệm trong đầu Tiêu Phàm liền có thể nghiền ép hắn, nào cần phải xuất thủ. Tiêu Phàm tất nhiên không biết ý chí trong miệng Bạch Vô Thường là cái gì, hắn chỉ biết, ý chí hắn tu luyện, ý chí mạnh lên thời thời khắc khắc đều khích lệ hắn. Hiện tại nên đến lượt ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sát ý cuồn cuộn tỏa ra cùng tu la kiếm trong tay hắn hòa làm một thể. Kiếm hắn càng lúc càng nhanh, tốc độ thân hình mặc dù bình thường, nhưng mà tốc độ xuất kiếm đã có sự thay đổi. Lâu Ngạo Thiên nói, hắn là từ trong một kiếm của ta lĩnh ngộ ra kiếm ý, nghĩ đến một kiếm kia, hẳn là hồng trần sát, hóa thật thành hư, công kích từ trong ra ngoài, hắn có thể lĩnh ngộ, bản thân ta làm sao có thể không lĩnh ngộ. Con người Tiêu Phàm ngày càng kiên quyết. Mặc cho trên người máu tươi chảy xuống, trong mắt của hắn chỉ có Bạch Vô Thường, suy nghĩ duy nhất trong lòng chính là giết chết hắn. Bất chi bất giác, trên người Tiêu Phàm, một cỗ ý cảnh giết chóc lặng yên ngưng tụ, mỗi một kiếm xuất ra, sát ý này càng đậm hơn, dù là Tiêu Phàm cũng không biết về loại tự thân biến hóa này. Đây là sát ý, nội tâm Bạch Vô Thường rung động, khí tức phát ra trên người Tiêu Phàm khiến hắn có cảm giác ngạt thở, loại cảm giác này đến từ xương tủy. Chỉ có ý mới có thể có hiệu quả này. Không thể để cho hắn tiếp tục, nhất định phải cắt ngang loại trạng thái này của hắn. Bạch Vô Thường cảm thấy được không thích hợp, Tiêu Phàm dường như tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu. Quỷ khiếu, gầm lên một tiếng, hư không truyền ra một trận thanh âm ô ô ù tai, giống như quỷ lệ thút thít. Một đạo kiếm mang màu trắng xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, nhưng bả vai đã bị xuyên thủng, máu tươi chảy xuống. Hắn không có bất kỳ ý tứ dừng lại nào, tựa như thân thể hắn cũng không phải của hắn. Trên người hắn, sát ý ngày càng đậm, nhấc lên một cỗ sát khí phong bạo phóng ra bốn phía. Sát ý thực chất ở mọi nơi tàn phá, gào thét. Vốn dĩ Tiêu Phàm đã tu luyện sát thế tới cảnh giới biến thật thành hư, bình thường có thể tùy ý thu liễm sát thế. Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm không có giữ lại bất kỳ cái gì, quanh người hắn, đến không khí đều bị phá tan thành từng mảnh, chỉ có sát ý tràn ngập. Giết, 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 trong đầu Tiêu Phàm, chỉ có một chữ, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, đây không phải đột phá tu vi, mà là một loại thế, một loại ý thăng hoa. Nơi này cách xa Ly Hỏa Đế Đô, Tiêu Phàm không kiêng dè chút nào, không sợ bị bại lộ thân phận, cho nên trong lòng liền không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Phi vũ kiếm, Bạch Vô Thường gầm thét, vô số kiếm khí xuất hiện như là lông vũ phiêu đãng trong hư không, ở trong mắt người bình thường, kiếm khí này nhìn như chậm đến cực hạn. Nhưng mà vừa vặn tương phản, kiếm khí lông vũ kia chỉ là từng đạo tàn ảnh, kiếm khí chân chính đã đi tới gần Tiêu Phàm. Hồng Trần Thiếu, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tu la kiếm rung động một cái, vô số kiếm khí màu xám bạc chợt lóe lên rồi biến mất. Hồng Trần Thiếu, Thiếu Hồng Trần. Một đạo sát khí, chính là đang bên trong giết chóc tẩy lễ, dùng máu tươi tắm rửa, máu này có thể là của người khác, cũng có thể là của chính bản thân mình. Ba 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 hư không từng đạo gợn sóng nổ tung, như là sóng nước khuấy động tứ phương. Trên người Tiêu Phàm lại xuất hiện thêm 10 kiếm, nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ sớm đã ngã xuống. Nhưng mà sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chưa từng nổi lên một chút gợn sóng nào. Tứ trọng. Tứ trọng sát thế, ánh mắt Bạch Vô Thường lộ ra một tia sợ hãi. Lĩnh ngộ tứ trọng thế phải là tuyệt thế chiến vương, có thể cùng chiến hoàng sơ kỳ chiến một trận. Thế nhưng mà Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là chiến vương hậu kỳ. Người này nhất định không thể giữ, bằng không chắc chắn để lại hậu hoạn vô tận. Đây là ý nghĩ trong lòng Bạch Vô Thường, trạng thái Tiêu Phàm không cách nào cắt ngang, hắn cũng đang có chút nóng nảy. Quỷ ảnh kiếm, xuất hiện. Bạch Vô Thường gầm lên một tiếng, đỉnh đầu hắn lơ lửng một chuôi chiến hồn trường kiếm hắc sắc, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ lại tản ra một cỗ khí sắc bén tuyệt thế. Hắc kiếm hư ảnh trong nháy mắt cùng Bạch Vô Thường hòa làm một thể, đây là năng lực đặc thù của chiến hoàng cảnh, nhân hồn hợp thể. Một khắc, khí thế Bạch Vô Thường lại tăng mấy lần, đứng ở đó tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm đã ra khỏi vỏ, Bạch Vô Thường giờ phút này tuyệt đối còn đáng sợ hơn tần đao.
Bạch Vô Thường vốn chính là phong vương chiến vương, đột phá chiến hoàng cảnh, chiến lực tất nhiên không phải chiến hoàng tiền kỳ bình thường có thể so sánh. Giết, nhưng mà nghênh đón Bạch Vô Thường, chỉ có một chữ. Phong bạo giết chóc đang tiếp tục, sát thế đang thăng hoa, Tiêu Phàm đã đụng chạm đến tứ trọng sát thế, dưới chân hắn dường như xuất hiện một biển máu, đáng sợ tới cực điểm. Gạch nối, huyết hải sát phạt sôi trào không thôi, Tiêu Phàm giống hệt như một tuyệt thế sát thần giáng thế, áo bào lay động, vô số sát khí thực chất hóa thành ngàn vạn kiếm khí lăng lệ, tàn phá hư không. Loại kiếm khí sát phạt này cực kỳ đáng sợ. Tiêu Phàm dường như sinh ra là để sát phạt, hôm nay mới chính thức mở ra con đường sát phạt của hắn. Sắc mặt Bạch Vô Thường khó coi đến cực hạn, hắn từng kiếm một phung ra, nhưng căn bản đều không đến gần thân Tiêu Phàm được. Lúc này hắn mới ý thức được, Tiêu Phàm khủng bố cỡ nào. Trong mắt Tiêu Phàm phong mang nhấp nháy, lăng lệ vô cùng. Đứng ở đó phảng phất như đạo sát phạt chân chính, hắn bị thương rất nặng, sắc mặt cũng ngày càng trắng bệch, nhưng hắn không bận tâm, tinh thần đắm chìm trong lĩnh ngộ sát thế. Những ngày qua, đi tới chiến hồn đại lục, tất cả những thứ Tiêu Phàm trải qua đều đang bức hắn nhất định phải đi đến con đường sát phạt. Hắn không giết người, người muốn giết hắn, chỉ có lấy sát để ngăn sát, giết cả càn khôn bao la, giết cho long trời lở đất. Hồng trần sát, Tiêu Phàm xuất kiếm, quang vũ đầy trời huy hoàng, sát khí thực chất hóa dày đặc hư không, tu la kiếm tựa như cũng có xúc động, kiếm thể màu trắng, bắt đầu chậm rãi biến đỏ, giống như tưới máu tươi mà thành. Tàn ảnh trong luyện tâm tháp từng nói qua, tu la nhất mạch đều là trưởng thành trong sát phạt, đây là một con đường không có lối về. Không ở việc quật khởi bên trong sát phạt, mà ở việc diệt vong bên trong sát phạt. Quỷ ảnh, Bạch Vô Thường nổi giận gầm lên một tiếng, hư không nhẹ nhàng chấn động, từng đạo kiếm khí lăng lệ quét sạch, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, kiếm khí kia vô cùng quỷ dị, căn bản dùng mắt thường không thể bắt được. Chỉ có thể cảm ứng hồn lực lay động bốn phía, mới có thể cảm thấy được kiếm khí lăng lệ kia. Phốc phốc, hai người toàn thân tơ máu bay vụt ra, kiếm khí cắt vào da thịt hai người, đây hoàn toàn là một loại đấu pháp đồng quy vu tận. Bạch Vô Thường mắt lộ ra hung quang, hắn sớm đã quên mất thù của đại ca hắn mà chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cảm giác nguy cơ cường đại. Lần này nếu giết không chết Tiêu Phàm, về sau chắc chắn bị Tiêu Phàm giết chết, bởi vì đến hiện tại, đến thân phận chân thực của Tiêu Phàm hắn còn không biết. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng thế, hắn lĩnh ngộ được tứ trọng sát thế, dường như đụng chạm đến bên giới của ý, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Một khi lĩnh ngộ ý, con đường đột phá chiến hoàng cảnh chắc chắn thông suốt. Hai người cấp tốc va chạm tại hư không, từng tiếng kiếm bén nhọn reo vang vọng khắp nơi, ánh lửa chớp động trên không, vẫn may nơi này không phải Ly Hỏa Đế Đô, bằng không khẳng định có rất nhiều người vây xem. Ngay tại thời điểm này, một cửa thành của Ly Hỏa Đế Đô, dưới chân tường thành, một lão khất cái lôi thôi đột nhiên kinh ngạc ngồi lên, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Sát ý thật đáng sợ. Lão khất cái dày dày sợi tóc hoa râm ở thái dương, nhìn về phương xa, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn dáng người khô gầy, y phục trên người rách nát không chịu nổi, tóc không biết bao lâu chưa gội, kết thành từng khối u cục, trên người càng tràn ngập một mùi thối khó ngửi. Sau một khắc, thân ảnh lão khất cái bỗng biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong dãy núi, Tiêu Phàm cùng Bạch Vô Thường giết tới phát cuồng. Hai người toàn thân nhuốm máu, cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào nguyên vẹn, nhiều chỗ lộ ra xương trắng. Hai người đều giống như quên thời gian, không mệt mỏi chút nào, một trận chiến này, chiến tràn ngập thống khoái. Tiêu Phàm đang không ngừng tiến bộ, Bạch Vô Thường cũng ở đây tiến bộ, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền có thể vung ra tầm 10 kiếm, trong kiếm ý nhanh, hắn âm thầm có cảm giác muốn đột phá. Sát khí quanh thân Tiêu Phàm ngày càng cuồng bạo. Kiếm hắn rất chậm, hơn nữa không có bất kỳ chút xinh đẹp hoa mỹ nào, nhưng mà mỗi một kiếm đều cực kỳ chí mạng. Phong thế hòa vào trong kiếm, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt, hóa ra mỗi một loại thế, đều không phải tồn tại đơn độc mà là có thể dung hợp lẫn nhau. Lúc hồng trần sát cùng phong thế nhị trọng dung hợp ở cùng một chỗ, Tiêu Phàm phát hiện uy lực một kiếm này gia tăng thêm mấy lần. Hồng trần sát vốn là chiêu kiếm lúc hắn lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế tự ngộ ra. Hắn đối với điều này rất có cảm giác giác ngộ sâu sắc,
so với học được chiến kỹ khác còn cường đại hơn nhiều. Hay cho một u linh, nếu như không phải ta đột phá chiến hoàng mới tới tìm ngươi, có lẽ đã trở thành vong hồn dưới kiếm ngươi. Thực lực ngươi, đáng để ta liều chết sử dụng một kiếm mạnh nhất. Bạch Vô Thường nhe răng cười, liếm liếm máu tươi khóe miệng, nhìn qua vô cùng tà ác. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, Tu La kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Ngay sau đó, một cỗ khí khắc nghiệt từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập ra, từng cơn sóng gợn khuếch tán ra, kiếm hải sắc bén bốc lên, gào thét. Quỷ khiếu thiên địa, Bạch Vô Thường cảm giác được tình huống có chút không thích hợp, không dám cho Tiêu Phàm quá nhiều thời gian, Tiêu Phàm trưởng thành thực sự quá nhanh, khiến hắn cảm giác được sợ hãi. Một kiếm theo hắn vung ra, bầu trời hắc ám càng thêm đen kịt vô cùng, một chút tia sáng còn sót lại cũng bị hút vào trong đó, không khí đều bị ép lại, biến thành một khu vực chân không. Con người Tiêu Phàm tạm thời mù, hồn lực phóng thích cũng bị một loại lực lượng vô hình quấy đến vỡ nát. Đệ tam thức, thiên địa tiêu sát, có điều, Tiêu Phàm không chút mảy may e ngại, Tu La kiếm trong tay múa nhẹ, kiếm hải đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, quét sạch về bốn phương tám hướng. Vô số kiếm khí thực chất hóa chậm rãi hiển lộ ra, ngưng tụ thành kiếm mang màu trắng. Từ xa nhìn lại, giống như hàng trăm vạn kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm tản ra. Giữa thiên địa lần nữa sáng lên, kiếm khí hắc ám kia không ngừng vỡ nát, cùng kiếm khí màu trắng đâm vào cùng một chỗ. Kiếm khí màu trắng nổ tung, nhưng lại không biến mất mà là biến thành vô số kiếm khí nhỏ bé vòng qua kiếm khí màu đen, sau đó lại ngưng tụ ở cùng một chỗ, bắn tới Bạch Vô Thường. Đồng thời, ở trong kiếm khí màu trắng kia, một đạo ánh sáng sắc bén màu đen to lớn gào thét ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Ba kiếm khí gợn sóng liên tiếp nổ nát vụn, hư không cũng bắt đầu bị chôn vùi, đỉnh núi phía dưới trực tiếp bị sốc lên, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm tràn ngập, che khuất cả mảnh trời. Mấy khắc sau, trời đất rốt cục yên tĩnh lại, kiếm khí màu trắng cùng kiếm khí màu đen đều biến mất, xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh lăng không. Ngươi là ai? Bạch Vô Thường mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi gỡ xuống mặt nạ màu đen trên mặt, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, nhàn nhạt phun ra hai chữ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, là ngươi? Bạch Vô Thường lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói tên Tiêu Phàm. Nói xong câu đó, mi tâm Bạch Vô Thường đột nhiên vỡ ra, một đạo máu tươi bắn ra, trường kiếm trong tay bay xuống, thân thể ngã quỵ xuống mặt đất. Ken két, quỷ ảnh kiếm vỡ nát, hóa thành một đống sắt vụn rơi xuống hư không. Phốc phốc, đồng thời, từng đạo kiếm khí sắc bén từ trong cơ thể Bạch Vô Thường bắn ra, đem thân thể hắn xé thành từng mảnh vỡ, hóa thành một màn mưa máu chiếu xuống hư không. Khụ khụ, Tiêu Phàm trong miệng ho ra máu, thân thể sắp không chống đỡ được nữa. Thực lực Bạch Vô Thường, có tư cách biết tên hắn, đây là một đối thủ đáng giá được tôn trọng. Nếu như không phải bởi vì Hắc Vô Thường chết ở trong tay hắn, Bạch Vô Thường chỉ có thể trở thành địch nhân của hắn, Tiêu Phàm cũng không muốn giết chết hắn. Kiếm ý, nhanh, đúng thực sự là đáng sợ. Tiêu Phàm đau thương cười một tiếng, ngực hắn bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi dâng trào, nếu như không phải bởi vì một kiếm kia hơi lệch một chút, người chết chính là hắn. Nhìn thấy Bạch Vô Thường hóa thành mưa máu, sợ ý chí cuối cùng kia của Tiêu Phàm cũng chậm chậm biến mất. Một loại đau đớn tê tâm liệt phế đánh lên đầu óc hắn. Toàn bộ thân thể mềm nhũn, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Gạch nối, Ly Hỏa Đế Đô, trong trạch viện hỏa hoàng cho Tiêu Phàm. Ra ra, Tiêu Phàm sao còn chưa quay về, đã qua nửa tháng rồi. Tần Mộng Điệp ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong một gian, một mặt đầy vẻ tức giận. Phong Lang đưa bọn hắn đến nơi này, liền mặc kệ mọi chuyện. Việc này cũng không tính là gì, thế nhưng mà Tiêu Phàm liền như biến vào trong hư không như thế khiến nàng rất khó chịu, đây không phải đạo lễ phép đối xử với mọi người. Khả năng sư huynh có chút việc bận. Tần Mặc cau mày một cái, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Lần trước Tiêu Phàm đắc tội An Dược Hoàng, về sau Tiêu Phàm biến mất, trong đó không thể không có chút mờ ám nào. Không chỉ bọn hắn lo lắng, Phong Lang càng lo lắng không thôi. Hắn âm thầm về sinh tử đấu trường nhiều lần, thăm dò được Tiêu Phàm sau lúc thắng liền rời đi. Mất tích nửa tháng, đấu trường sinh tử khẳng định phải truy cứu, hôm nay đã là kỳ hạn cuối cùng,
nếu như vẫn chưa xuất hiện, thì tương đương với hủy đi hiệp nghị sinh tử của sinh tử đấu trường. Đến lúc đó, sinh tử đấu trường nhất định sẽ tra cứu thân phận U Linh, với nội tình của đấu trường sinh tử, chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm còn sống, đến lúc đó cũng hẳn sẽ phải chết. Công tử, hôm nay ngươi nhất định phải trở về. Nhìn mặt trời đã nhanh chóng nhô lên chính giữa, thần sắc Phong Lang càng ngày càng lo lắng. Tiểu Lang, Tiêu lão đệ còn chưa trở lại. Thanh âm Y Vân từ cửa ra vào truyền đến, phía sau còn hướng trưởng lão cùng văn phường chủ đi theo. Bên trong lầu trưng bày một tôn thanh sắc thạch sư, Tiêu Phàm ra giá 100 vạn trung phẩm hồn thạch thành công mua được. Vẫn chưa. Phong Lang tiết kiệm chữ như vàng. Yên tâm, Tiêu huynh đệ nhất định là không có việc gì, cách thời gian khảo hạch chiến hồn học viện còn nửa tháng, bây giờ vẫn còn sớm. Hướng Vinh an ủi. Trong lòng hắn cũng không bình tĩnh, hắn chờ Tiêu Phàm gia nhập linh điện, nếu như Tiêu Phàm có việc gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là tổn thất của chiến hồn học viện. Trong lòng mấy người đều có một phỏng đoán, chính là Tiêu Phàm khả năng bị An Dược Hoàng phái người ám sát. Chỉ là ai cũng không muốn tin vào kết quả này. Cũng đúng, với thực lực Tiêu lão đệ, ai muốn vô thanh vô tức ứng phó hắn là không thể nào. Văn phường chủ cũng gật đầu nói. Giờ phút này, ngay tại lầu các bên cạnh, trên tử lâu, hai nam tử hắc bào đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra một người trong đó, không phải là An Lan đồ đệ An Dược Hoàng sao? Sư huynh, Tiêu Phàm kia nửa tháng chưa từng xuất hiện, không phải là cố ý trốn đi chứ? An Lan ngồi ở kia lạnh lùng nhìn lầu các đối diện, một nam tử áo đen khác nói. Nam tử áo đen là An Hải, nhị sư đệ An Lan, cũng là lục phẩm luyện dược sư, lúc đầu một người khác đi theo bên người An Dược Hoàng chính là hắn. Có lẽ vậy, có điều người hắn đắc tội cũng không ít, có khả năng đã chết. Còn người An Lan vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử này quá phách lối, chết cũng đáng đời, vừa hay không cần chúng ta xuất thủ. An Hải lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Tiếp tục nhìn xem, tiểu tử này rất tà môn, ngộ nhỡ hắn xuất hiện, chúng ta cũng nghĩ đối sách cho tốt. An Lan ngưng tiếng nói. Sư huynh, sư tôn vì sao không cho chúng ta tìm người huyết lâu ám sát Tiêu Phàm? Với thực lực huyết lâu, giết chết hắn khẳng định rất nhẹ nhàng, hơn nữa cũng tra không ra chúng ta. An Hải nghi ngờ nói. An Lan bưng một chén trà, hơi hơi rung động một cái. An Hải tiếp tục nói, ta biết sư tôn đang lo lắng cái gì, sợ nhiệm vụ huyết lâu thất bại, để lộ tin tức chúng ta khiến hắn mất mặt mà thôi. Thế nhưng mà ngươi cảm giác với thực lực huyết lâu, còn giết không chết Tiêu Phàm sao? An Lan cau mày một cái, hiển nhiên có chút động tâm. Huống chi, huyết lâu cho tới bây giờ sẽ không bại lộ tin tức cố chủ, cho dù phải chết. Bằng không mà nói, huyết lâu cũng không khả năng trở thành một trong tam đại tổ chức sát thủ chiến hồn đại lục. An Hải cố thêm dầu vào lửa nói. Ngộ nhỡ sư tôn trách cứ xuống thì sao? An Lan từ nhỏ đều rất nghe An Dược Hoàng, bất luận sự tình nào cũng đều không dám chống đối lại sư tôn hắn. Coi như sư tôn trách cứ, thì nói là ta tìm người làm. An Hải vỗ lồng ngực nói, sư huynh, ngươi là đệ tử sư tôn sủng ái nhất, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ai cũng phải cho ngươi mặt mũi. Tiêu Phàm kia dám cưỡi trên đầu sư huynh, hắn phải chết. Nghe nói vậy, An Lan cũng phẫn nộ, chén trong tay kêu răng rắc một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn, âm thanh lạnh lùng nói, sư đệ, ngươi có biện pháp liên hệ với người huyết lâu. Ta biết, việc này giao cho ta là được. An Hải cười nhạt nói, sau đó đứng dậy. Trực tiếp quay người rời khỏi quán rượu. Gần như đồng thời, bên ngoài mấy chục dặm Ly Hỏa Đế Đô, có một tòa sơn cốc u tĩnh. Trong sơn cốc có một hồ nhỏ xanh mơn mởn, bên hồ có một gian nhà cỏ tranh rách nát. Trên một tảng đá lớn trước phòng cỏ tranh, một thân hình gầy gò đang ngồi xếp bằng, quanh thân hắn có một cỗ khí tức lăng lệ đang tỏa ra. Một mảnh lá khô từ đằng xa bay tới, thời khắc tới gần Tiêu Phàm, cái lá khô kia đột nhiên dừng lại. Giống như bị một cỗ lực lượng nâng lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, phiến lá khô không nhúc nhích, cực kỳ quỷ dị. Hô, bỗng nhiên, thân ảnh kia đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo quang mang bắn ra, lăng lệ tuyệt thế. Cái lá khô đột nhiên phốc suy một tiếng rời đi, lần nữa lướt về hướng cách đó không xa. Coi như không tệ. Lúc này, một thanh âm khàn khàn vang lên,
chỉ thấy một đạo thân ảnh lôi thôi chậm rãi đi tới, đó là một lão già, thân hình còng xuống, bước đi khập khiễng, nhưng ánh mắt lại là sáng đến cực điểm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Phàm cảm kích. Cái thân ảnh kia vội vàng đứng dậy, hướng về phía lão giả dơ bẩn đối diện cung kính thi lễ. Không sai, thân hình gầy gò chính là Tiêu Phàm, sau khi bị Bạch Vô Thường đánh trọng thương được lão giả dơ bẩn cứu, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn cách khống chế sát thế cùng sát ý như thế nào. Tiêu Phàm tất nhiên vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn ta, ngươi nếu có thời gian, đưa lão đầu ta một bình rượu ngon là được. Lão đầu lôi thôi khoát tay một cái nói, sau đó từ bên hông lấy ra hồ lô rượu ném cho Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm thấy cổ quái, mặc dù hắn không biết lão đầu vì sao cứu bản thân, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được, lão đầu xác thực không có ác ý. Nâng cốc đổ đầy bình, đến lúc đó đưa tới cho ta, ta ngay tại cổng thành phía nam. Lão đầu lôi thôi cười nói. Tiền bối, rượu ngon thì ta đây có một chút, không biết tiền bối có thích hay không. Tiêu Phàm từ trong hồn giới lấy ra nửa vò rượu băng hỏa vảy rắn còn sót lại. Mặc dù hắn cảm giác trên người lão đầu lôi thôi không có bất kỳ hồn lực gì lay động, nhưng mà Tiêu Phàm rất tin tưởng con mắt của bản thân, lão đầu này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể chỉ điểm một hai cho hắn, con đường tu luyện về sau tuyệt đối sẽ ít đi long đong. Tiêu Phàm vừa mới đẩy ra, vò rượu cũng đã xuất hiện ở trong ngực lão đầu lôi thôi, hắn bưng cái bình lên, liền rót vào trong miệng. Mấy hơi thở sau, lão đầu lôi thôi ợ lên một cái, trên mặt hiện lên một vòng phơn phất hồng nhuận, cười to nói, rượu ngon, rất lâu chưa uống qua rượu tốt thế này, tiểu hòa tử, lần sau cho ta rượu, nhất định không thể kém hơn cái này, nhớ kỹ đổ đầy hồ lô. Nhất định, Tiêu Phàm cười nói, ngừng lại nói tiền bối, ta chuẩn bị trở về Ly Hỏa Đế Đô, hay ngài cũng đi cùng ta trở về. Không cần, lão đầu quen ở một mình rồi. Lão đầu lôi thôi không chút do dự cự tuyệt nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải bên cạnh cảm kích nói, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối. Danh tự rất quan trọng sao? Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi có rượu, liền có thể tới tìm ta. Lão đầu lôi thôi trong mắt lóe lên một tia không cao hứng. Vậy vãn bối cáo từ. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Phải rồi. Người có thể kêu lão đầu ta là túy ông. Tiêu Phàm vừa đi được mấy bước, lão đầu lôi thôi lại kêu lên. Chỉ là lúc Tiêu Phàm quay người trở lại, lão đầu lôi thôi đã không thấy tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện. Túy ông chi ý bất tại tử sao. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, càng ngày càng cảm thấy lão đầu này không đơn giản. Gạch nối, phòng hội nghị sinh tử đấu trường. Tứ đại trưởng lão tề tụ. Bốn người tranh luận không ngớt, một thanh niên áo bào tím huyết phát ngồi phía trên thủ tọa, lẳng lặng nhìn mấy người tranh luận mà thờ ơ. Hôm nay chính là kỳ hạn chót, nếu như U Linh kia không xuất hiện nữa, chính là không nhìn tới quy tắc đấu trường sinh tử ta, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt. Đại trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, trên trán gân xanh ngọ nguậy như tiểu trùng. Đối với thiên tài, chúng ta có thể hơi nới lỏng kỳ hạn, hai tháng thắng liên tiếp 76 trận. Đây chính là thành tích cho tới bây giờ chưa từng có, không thể giết U Linh. Tam trưởng lão đối chọi gay gắt. Nhất định phải giết, không thể giết. Đại trưởng lão cùng gờ tam trưởng lão hai người kém chút muốn đánh nhau. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão một bên trầm mặc không nói. Tứ trưởng lão tất nhiên là đứng về phía tam trưởng lão. Ngược lại là nhị trưởng lão, những ngày qua cái nhìn của hắn đối với U Linh cũng có một chút thay đổi. Vì vậy không tiếp tục ủng hộ đại trưởng lão nữa. Dù sao, một thiên tài đối với đấu trường sinh tử mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Huống chi, đấu trường sinh tử quan trọng nhất cũng không phải là kiếm tiền, mà là vì việc khác. Nhị trưởng lão, người có ý kiến gì? Thanh niên áo bào tím đột nhiên mở miệng, phòng hội nghị lập tức yên tĩnh. Sắc mặt nhị trưởng lão khẽ trầm xuống một cái, hít sâu một hơi nói, đại trưởng lão nói không sai. Quy củ đấu trường sinh tử, không ai có thể thay đổi, có lần thứ nhất, về sau cũng có lần thứ hai, vậy quyền uy của đấu trường sinh tử ở đâu? Nghe nói như thế, trên mặt đại trưởng lão lộ ra nụ cười, có điều, nhị trưởng lão lại tiếp tục nói, đương nhiên, lời của tam trưởng lão cũng có đạo lý, U Linh đúng là một thiên tài, chết như vậy quá đáng tiếc. Nói đến đây, nhị trưởng lão nhìn cái đồng hồ cát nơi xa một chút nói,
kỳ hạn chót còn chưa tới, U Linh cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Coi như xuất hiện thì thế nào, nửa tháng này hắn có 15 trận chiến đấu, dựa theo quy củ đấu trường sinh tử, vắng mặt chiến đấu, nhất định phải bổ sung lại. Chẳng lẽ hắn có thể thắng liên tiếp 15 người? Đại trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thừa nhận Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng mà muốn liên tục chiến 15 người, dù là Dạ La cùng Thiên Tàn cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Sắc mặt tam trưởng lão càng ngày càng khó coi, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Thùng thùng, đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sắc mặt đại trưởng lão quét ngang, đưa tay mở cửa phòng ra, phẫn nộ quát, trưởng lão mở hội, ai cho ngươi quấy rầy? Một cỗ sát khí ngập tràn quét sạch về phía cửa ra vào. Nữ thị giả Tiểu Linh đứng ở cửa toàn thân run một cái, đúng lúc này, một thân ảnh ngăn khuất trước người nàng. Tiểu Linh, ngươi tới làm cái gì? Tam trưởng lão tức giận nói, trong mắt lóe qua một tia chờ mong. Hắn đã thông báo Tiểu Linh, một khi U Linh trở về, nhất định phải thông báo hắn trước tiên. Tam trưởng lão, U Linh tiên sinh trở về. Tiểu Linh bị dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì quỳ xuống dưới. A, ánh mắt tam trưởng lão sáng lên, lập tức cười ha ha một tiếng nói, Tiểu Linh, ngươi làm rất tốt, đi thông báo U Linh, để hắn chuẩn bị cho chu đáo. Sắc mặt đại trưởng lão khó coi vô cùng, âm dương quái khí nói, 15 trận sinh tử đấu, ta ngược lại phải xem hắn sống sót thế nào. Đại trưởng lão, 80 trận đầu sẽ do ta sắp xếp. Tam trưởng lão không yếu thế chút nào nói, nhưng trong lòng hắn cũng nổi lên sóng ngầm. U Linh trước đó đã có 76 trận thắng, coi như đến 80 trận, cũng chỉ còn 4 trận, còn lại 11 trận, đại trưởng lão khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội diệt sát Tiêu Phàm. Bởi vì đại trưởng lão đã cảm nhận được uy hiếp, nếu như Tiêu Phàm đạt tới 90 trận thắng, liền có khả năng cùng Dạ La tranh phong. Lần này đứng đầu tên Bách Thắng thì có khả năng rất lớn sẽ rơi vào trong tay tam trưởng lão. Dù sao, trong tay tam trưởng lão còn có một vương bài, Thiên Tàn. 80 trận trước đó, do ngươi sắp xếp. Đại trưởng lão cười lạnh nói, trong lòng lại bổ sung một câu, còn lại 11 trận, ta nhất định muốn hắn chết. Rất nhanh, tam trưởng lão liền sắp xếp cho U Linh ba đối thủ. Bốn phương trên đài sinh tử đấu không còn chỗ ngồi. Chỉ là bán hết vé vào của mới có thể đạt tới cấp độ này, có thể thấy thanh danh U Linh lớn nhường nào. U Linh, giết chết hắn. Ba tháng Bách Thắng, ngươi sẽ sáng tạo nên lịch sử. Đám người xúc động phẫn nộ không thôi, rất nhiều người đã trở thành người ái mộ trung thành của U Linh, vừa thấy U Linh xuất hiện, liền tựa như gà trọi, hưng phấn vô cùng. Trên sinh tử chiến đài, Tiêu Phàm lặng lặng đứng đấy, bình tĩnh nhìn một nam tử khôi ngô đứng đối diện. U Linh, ngươi chắc chắn dừng bước tại đây. Nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng. Phốc, vừa dứt lời, đầu của hắn đã bị ném đi, trong mắt mang theo một tia không tin cùng kinh khủng. Nam tử khôi ngô không biết hắn chỉ là con tép hôi do tam trưởng lão sắp xếp mà thôi, hoặc có lẽ là đến tép hôi còn không bằng. U Linh, U Linh, đám người nhiệt huyết dâng trào gào thét, Tiêu Phàm thắng lợi, đại biểu cho rất nhiều người thắng được một tài sản lớn. Có người thích, tất nhiên cũng có người buồn, đối với tất cả cái này Tiêu Phàm không để ở trong lòng. À, U Linh hôm nay tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ các ngươi không biết, hôm nay U Linh muốn liên chiến 15 trận sao? Đúng đó, trước đó U Linh đột nhiên biến mất nửa tháng, dựa theo quy củ sinh tử đấu trường, bị thiếu trận là phải bù lại. Khó trách hôm nay vé vào cửa đắt như vậy, mất 4 vạn hạ phẩm hồn thạch, hóa ra là 15 trận. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt càng thêm hưng phấn, một ngày 15 trận, đây chính là phá vỡ kỷ lục rồi. Có điều rất nhiều người lại lo lắng, U Linh mạnh thật, nhưng mà cũng chịu không được luân chiến nhiều vậy. Hơn nữa, phàm là thắng liên tiếp 80 trận, đối mặt sẽ đều là cường giả chiến vương đỉnh phong, thậm chí phong vương chiến vương. Nhưng khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, liên tục 10 trận chiến đấu tiếp theo. Tiêu Phàm xuất thủ chưa từng vượt qua 3 chiêu đã kết thúc sinh mệnh đối thủ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đại biến. Có người suy đoán, nửa tháng này U Linh khẳng định lại mạnh lên rất nhiều, bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Dù là hắn trước đó ẩn giấu thực lực, cũng không có khả năng đáng sợ như vậy. Khó coi nhất phải kể tới đại trưởng lão,
mấy người sau 80 trận, tất cả đều là hắn sắp xếp. Nhưng Tiêu Phàm cơ hồ chỉ vung kiếm một cái, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào. Thắng được 11 trận, Tiêu Phàm đã đạt tới thắng liên tiếp 87 trận, hôm nay còn 4 trận tranh tài cuối cùng. Đại trưởng lão, không biết người tiếp theo chuẩn bị phái ai lên trận. Tam trưởng lão nhàn nhã uống nước trà, mang theo bộ mặt cười bị ổi nói. Thanh niên áo bào tím nhìn chằm chằm hình ảnh Tiêu Phàm trên màn hình, mị mị hai mắt, tam trọng kiếm thế, chiến vương cảnh hậu kỳ, dù là phong vương chiến vương cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là không biết ngươi và thiên tàn, ai sẽ mạnh hơn. Phái 4 người cùng lên, nếu như hắn thắng, tính thắng 8 trận. Thanh niên áo bào tím đột nhiên mở miệng nói, hắn cũng rất muốn thử xem ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt tam trưởng lão cứng đờ, vừa muốn nói cái gì, lại bị đại trưởng lão cắt ngang, ha ha, chàng chủ nói đúng, 4 người cùng lên, thêm cho hắn 4 trận thắng thì thế nào? Chàng chủ, 4 người cùng lên không đơn giản như một mình chiến thắng liên tiếp 4 trận. Tam trưởng lão thiếu chút nữa phát khóc, hắn không muốn lãng phí hạt giống tốt như U Linh. Người đang nghi ngờ lời ta nói sao? Thanh niên áo bào tím thản nhiên nói. Ngữ khí không cho phép phủ định. Không dám. Tam trưởng lão vội vàng nói, không dám ngẩng đầu lên. Gạch nối. Bên trên sinh tử chiến đài, Tiêu Phàm cầm kiếm, bình tĩnh nhìn cửa ra đối diện chiến đài. Tiếp theo là đối thủ thứ 12 của U Linh hôm nay. Thanh âm người chủ trì vang lên, cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng người chủ trì, bên tai hắn nói mấy câu liền biến mất. Các vị khán giả đang xem, tiếp theo ta xin tuyên bố một tin tức chấn động. Giọng nói người chủ chỉ có chút run rẩy, quát to, trận thứ 12 tiếp theo, đối thủ của U Linh không phải một mà là 4 người. Cái gì, người xem nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người độc chiến 4 người, những người này đều trong núi thây biển xác leo lên đấy, có thể xuất hiện ở hơn 80 trận, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh. Lấy một đối một cũng đã đủ hung hiểm, hiện tại U Linh muốn đối chiến 4 người. Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra, sinh tử đấu trường cũng không hơn gì, rốt cục ngồi không yên sao. 4 người thì 4 người, chỉ là chiến vương cảnh, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm lạnh tới cực điểm, thực thấy hắn dễ ức hiếp lắm sao. Không thông qua sự cho phép của ta đã để cho ta lấy một chiến 4. Đã như vậy liền cho các ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Khán giả, chắc hẳn tất cả mọi người đang nghi ngờ đi, chẳng lẽ các ngươi không tin thực lực U Linh? Người chủ trì luôn luôn có thể đốt bầu không khí hiện trường. Đương nhiên tin tưởng, U Linh vô địch thiên hạ, U Linh tất thắng, đám người cũng triệt để sôi trào lên, bọn hắn quan sát không ít sinh tử đấu, nhưng còn chưa từng thấy một người đối chiến mấy người. Một khi U Linh thắng, thắng trận kèm theo 4 người. Nói cách khác, chỉ cần U Linh giết một người là nhiều hơn một trận thắng, giết chết 4 người thì tương đương với 8 trận thắng. Người chủ trì cũng có chút hưng phấn. Phía dưới, cho mời sát thủ danh xưng dã thú ra sân. Dã thú đã thắng liên tiếp 81 trận, chính như tên của hắn, phàm là chết trong tay hắn đều sẽ bị xé thành mảnh vụn. Tại sinh tử chiến đài hắn chân chính là dã thú. Người thứ hai, cuồng hổ thắng liên tiếp 83 trận. Hắn quyền pháp cực kỳ bá đạo, sinh tử chiến đài lần trước thiếu chút nữa bị hắn một quyền đánh nổ. 83 trận tôi luyện, cuồng hổ rốt cục đạt thành tựu xưng hào hổ vương. Người thứ ba, Liệp Ưng. Liệp Ưng có một đôi mắt sắc bén, móng vuốt có thể kích núi liệt thạch. Dù là đấu sĩ phong lang cũng chưa chắc có thể đánh với hắn một trận. Bây giờ, Liệp Ưng đã thắng 85 trận liên tiếp. Người thứ tư, Huyết Sát. Một chuôi ẩm huyết đao quét ngang sinh tử chiến đài, một đao huyết quang, đầu người rơi xuống đất. Hắn cũng là nhân tài mới nổi, vẻn vẹn không đến thời gian một năm liền thắng 90 trận liên tiếp, không ai biết rõ ranh giới cuối cùng của Huyết Sát là ở đâu. Người chủ trì giới thiệu thân phận 4 người, tu sĩ ở hiện trường lộ ra vẻ kinh ngạc. 4 danh tự này đều là uy danh hiển hách đó. Bọn hắn nhân khí không hề thấp hơn U Linh, nhất là Huyết Sát. Thắng trận còn nhiều hơn U Linh. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, thay Tiêu Phàm lau mồ hôi lạnh. Tiêu Phàm cau mày một cái, 4 cái tên này hắn tự nhiên cũng đã nghe qua, vốn cho là ở 10 trận cuối mới gặp được,
không nghĩ tới hiện tại liền đến. Sinh tử đấu trường thực sự là để mắt tới ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên nhìn về người chủ trì phía không trung, chậm đã. Đám người nghe được thanh âm này, tất cả đều quay người nhìn lại, không biết U Linh đây là ý gì. Ha ha, tiểu tử này rốt cục cũng sợ. Trong phòng hội nghị, đại trưởng lão nhìn thấy động tác Tiêu Phàm, lập tức cười lên. Sắc mặt tam trưởng lão khẽ trầm xuống một cái, không biết mở miệng như thế nào. Bên trên sinh tử chiến đài, con người băng lãnh của bốn người đối diện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như bốn đầu lão hổ nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ mỹ vị. Có phải giết một người, liền thêm một trận thắng hay không? Thanh âm Tiêu Phàm khàn khàn tiếp tục vang lên. Không sai. Người chủ trì không biết Tiêu Phàm đang có ý gì. Cho thêm hai người nữa đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lại thêm hai người, đám người nghe nói như thế, con người đều co rụt lại, tên gia hỏa này là muốn lấy một trọi sáu sao. Phải biết lấy một đối bốn cũng đã thập phần hung hiểm, đối chiến sáu người căn bản là tự tìm cái chết, dù là chiến hoàng cảnh cũng không dám đối chiến sáu người. Dù sao có thể sống đến 80 trận. Đó cũng đều là cường giả bên trong chiến vương đỉnh phong, cho dù đối mặt chiến hoàng sơ kỳ cũng có thể chiến đấu. Ngươi xác định, con ngươi người chủ trì run lên, hắn cũng bị lời này của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, run rẩy nói, được, ngươi chờ một chút, ta đây liền đi trưng cầu ý tứ. Để lại một câu nói, người chủ trì lập tức biến mất tại chỗ. U Linh quả nhiên đủ thô bạo, lấy một đối bốn còn chưa đủ, lại muốn chiến sáu người. Hiện tại hắn đã thắng liên tiếp 87 trận, giết 6 người, há không phải cũng thắng được 99 trận. 99 trận, hittt, đúng thực sự là yêu nghiệt, U Linh có vẻ như chưa tới 3 tháng đi, nếu là lần này thành công, hắn thực sự làm nên lịch sử. Một khi thắng, hắn cũng chính là thắng 99 trận như thiên tàn, thực sự là chờ mong nha. Đám người xôi trào lên, nếu như là trước đó. Có lẽ còn cho rằng Tiêu Phàm là tự tìm cái chết, nhưng hiện tại, thực lực Tiêu Phàm đã được tất cả mọi người tán thành. Chiến đài phía trên, bốn người huyết sát toàn thân cuồn cuộn sát khí, cũng khó trách bọn hắn tức giận như vậy. Bọn họ đều từ một đường giết đi lên lại bị người khác khinh thường, việc này khiến bọn hắn như thế nào không giận. Người không động, bốn cỗ sát khí ngút trời xông thẳng đến phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm áo bào cổ động bay phất phới. Tóc đen dày đặc bay lượn trên không trung, những sát khí kia đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong phòng hội nghị, mấy người đại trưởng lão nghe người tới bẩm báo, sắc mặt đều ngưng trọng. Người xác định hắn muốn thêm hai người, sắc mặt đại trưởng lão khó coi, nguyên bản hắn coi là âm mưu bản thân đạt được, thế nhưng hiện tại hắn phát giác, bản thân hình như là đang thành toàn cho U Linh. Không sai, hắn nói thêm hai người. Nói chuyện chính là người chủ trì, trong lòng hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tam trưởng lão ngốc tại chỗ, không biết mở miệng như thế nào. Hắn phát hiện, bản thân vẫn khinh thường Tiêu Phàm. Nếu hắn tự tìm cái chết, vậy liền tăng thêm quỷ đao và dạ la. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hai chữ cuối cùng cơ hồ là từ trong kẽ răng phát ra. Dạ la, nghe được hai chữ này, toàn thân mấy người tam trưởng lão run lên. Dạ la. Đây chính là nhân vật thắng liên tiếp 97 trận đấy, là một trong mấy người có khả năng nhất thắng 100 trận ở sinh tử đấu trường. Chuẩn, thanh niên áo bào tím ngưng tiếng nói, trong lòng hắn cũng kinh ngạc tới cực điểm. Vâng, người chủ trì cung kính thối lui. Chàng chủ, sắc mặt tam trưởng lão khó coi vô cùng. Là các ngươi đều xem thường người này, mọi người đều sợ chết, hắn dám nói như vậy chứng tỏ hắn tự tin. Thắng trận này. Tỷ số thắng liền sẽ đạt tới 99 trận, đến lúc đó cùng thiên tàn ganh đua cao thấp. Thanh niên áo bào tím chậm chạp nói. Đúng. Tam trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu. Đại cục đã định, U Linh có thể thắng lợi hay không cũng chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi. Trên mặt đại trưởng lão lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, liên chiến 6 người, trừ phi hắn là lãnh tiếu nhận thứ hai, bằng không hẳn nhất định phải chết. Bên trong vạn chúng chú mục. Người chủ trì lần nữa trở lại hiện trường. Không biết mặt hai người khác sẽ là ai? Đám người khẩn trương tới cực điểm, tựa như đứng ở trên sinh tử chiến đài là bọn hắn. Người chủ trì một trận trầm mặc, hít sâu một hơi nói, theo U Linh yêu cầu, sinh tử đấu trường thêm hai người. Cho mời hai đấu sĩ khác ra sân.
Người thứ nhất, quỷ đao, chiến vương đỉnh phong. Một chuôi quỷ đao giúp hắn tại sinh tử chiến đứng ở thế bất bại, hắn đã thắng liên tiếp 93 trận. Quỷ đao vô ảnh vô hình, đối thủ của hắn, đều không hiểu sao chết dưới đao của hắn. Lại là quỷ đao, đám người hít vào ngụm khí lạnh, một số người lo lắng thay U Linh, nhưng cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Người thứ hai, Dạ La. Toàn bộ sinh tử đấu trường xếp hạng 2, chỉ sau Thiên Tàn, theo người khác suy đoán Dạ La đã nắm giữ thực lực tuyệt thế chiến vương. Tê đám người lại hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nghĩ đến rất nhiều người lại không nghĩ tới Dạ La sẽ lên trận, U Linh có thể là đối thủ sao? Dạ La nắm giữ thực lực thế chiến vương đó, dù là chiến hoàng sơ kỳ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Một trận chiến này, U Linh nếu thắng sẽ đạt tới 99 trận, nếu như bại, Dạ La thắng trận cũng là đạt tới 99 trận. Đến cùng ai mới là đối thủ cuối cùng của Thiên Tàn đây? Thanh âm người chủ trì vang lên lần nữa, hắn chủ trì nhiều trận tranh tài như vậy, còn chưa gặp qua trận chiến đấu rung động lòng người như thế. Hiện tại, ta tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu. Theo thanh âm người chủ trì vang lên, năm đạo thân ảnh trên chiến đài lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía Tiêu Phàm, đem hắn vây quanh ở trong. Ta tới diệt hắn, một đại hán cao cao, mặt mũi khôi ngô lướt lên, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Năm người khác đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như khinh thường vây công Tiêu Phàm. Cuồng hổ còn thực sự là bá đạo, nghĩ một quyền oanh bạo U Linh sao? Đám người trong lòng giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên chiến đài. Ầm ầm, đất bằng dâng lên âm thanh kinh lôi, hồn lực quanh thân cuồng hổ phun trào, khí lưu màu vàng sẫm giống như nước thủy triều mãnh liệt, quét sạch toàn bộ chiến đài, từng cơn sóng gợn dập dờn tứ phương. Trước tiếp ta một quyền, khẽ quát một tiếng, cuồng hổ như mãnh hổ hạ sơn, một quyền mang theo tiếng gầm đáng sợ hướng Tiêu Phàm đánh tới. Không gian khẽ run lên tựa như bị chấn vỡ, một quyền này giống như sóng lớn vỗ bờ, đáng sợ tới cực điểm, mang theo một cỗ tuyệt thế hồng lưu đánh tới. Tiêu Phàm cảm giác khí huyết hơi chấn động một cái. Đám người này nhất định xem Tiêu Phàm chính là một con cừu nhỏ, tuyệt đối không thể ngăn cản nổi cỗ hồng lưu trùng kích này. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, tùy ý rút ra Tu La kiếm, hướng không trung nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt kiếm quang răng khắp nơi, sắc bén vô cùng. Đạo quyền kình kia lập tức chia năm xẻ bảy. A, có bản lĩnh cuồng hổ khẽ cười một tiếng, đáng tiếc, nếu như chỉ là điểm ấy thực lực mà nói, một mình ta là đủ giết ngươi, ngươi nếu có thể ngăn trở một quyền của ta đây, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Vừa dứt lời, cuồng hổ khí thế bạo tăng, sau lưng hắn đột nhiên hiện hư ảnh một đầu kim sắc cự hổ, xung quanh cự hổ răng vô số đường vân đan xen lôi điện chi lực, một cỗ khí tức cuồng bá tản ra. Thất phẩm chiến hồn, lôi văn hổ, đám người hơi kinh hãi, cuồng hổ rất ít thi triển lực lượng chiến hồn, chỉ có một lần thi triển lực lượng chiến hồn đều kém chút đem toàn bộ chiến đài đánh cho sụp đổ. Quyền chấn thiên hạ, gầm lên giận dữ, trước người cuồng hổ xuất hiện một quả đấm to. Nắm đấm mang theo một cỗ chi uy ngập trời đan sen quang mang lôi điện, từ trên cao giận oanh xuống. Thực sự tự cho là đúng. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm. Trường kiếm trực tiếp đâm về phía cuồng hổ, nâng lên một đạo kiếm mang màu trắng, sau đó bỗng nhiên vạch một cái, kiếm khí xé rách trường không. Hồng hộc, một đạo ánh sáng màu bạc lóe lên, quyền cương kia đột nhiên bị một kiếm tách ra. Đang lúc mọi người coi là ánh sáng màu bạc biến mất, nắm đấm cuồng hổ bỗng bị hất lên mang theo mảng lớn huyết phụ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm quỷ dị hiện ra sau lưng cuồng hổ, trường kiếm một vòng, cuồng hổ kinh hãi che cổ mình. Trực tiếp hướng hư không rơi xuống. Tốc độ thật nhanh, tu sĩ trên khán đài kinh hãi, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm như thế nào xuất hiện ở phía sau cuồng hổ. Sau khi đâm một kiếm, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển phiêu miểu thần tung bộ đệ tam trọng thần tung, tốc độ như thuấn di. Mặc dù chỉ có thể vượt qua ba trượng, nhưng đối với khoảng cách gần như vậy mà nói đã là đủ rồi. Năm người trên chiến đài thấy thế, con người hơi hơi lóe lên. Thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên vượt quá dự kiến của bọn hắn. So tốc độ sao, ngươi còn non lắm. Một hắc y nhân mở miệng, thanh âm cực kỳ bén nhọn. Hắn mang theo một cái mặt nạ mặt quỷ, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén như chim ưng. Hiển nhiên, người này chính là Liệp Ưng, lấy tốc độ xưng bá.
Hơn nữa móng vuốt trên tay hắn cực kỳ sắc bén, cho dù lục phẩm hồn binh đều có thể bị xé nát. Dứt lời, Liệp Ưng tựa như tia chớp, hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới, một đạo vết cào màu trắng tại hư không hiển lộ ra. Tiêu Phàm nghiêng người tránh thoát một chảo, mặt đất phía sau hắn lưu lại một đạo vết rách thật sâu, nếu như bị bắt được tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vụn. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo huyết quang lăng lệ phóng lên tận trời, từ sau lưng đánh tới, tốc độ nhanh chóng khiến Tiêu Phàm có chút trở tay không kịp. Nâng Tu La kiếm trong tay lên, Tiêu Phàm nhẹ nhàng rung động, cánh tay chấn động, cả người bị một cỗ đại lực ném vào hư không. Sau lưng hắn, một nam tử mặc huyết bào mang theo nửa bên mặt nạ, khóe miệng nở một tia cười lạnh. Lên không trung, ta mới chân chính là vương giả. Liệp Ưng cười ha ha một tiếng. Đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hắc sắc đại điêu to lớn, hoành không dương cánh, rung trời tế nhật. Từng đạo hồn lực biến thành vết cào hướng Tiêu Phàm gào thét đánh tới. Liệp Ưng tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn Liệt Phong Ưng, tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng so với Bạch Vô Thường lĩnh ngộ kiếm ý lại kém quá nhiều. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, bá 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 chính là ba kiếm. Kiếm khí nổ tung, kiếm mang sắc bén cắt hư không, con người Liệp Ưng co rụt lại, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Hồng Trần thiếu, thân thể Tiêu Phàm lấn người mà tiến. Chân đạp thế vân tung, tốc độ so với Liệp Ưng chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Một đạo ánh sáng màu bạc lóe qua, ngay sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trên không trung, máu tươi phun ra, một cái móng vuốt của Liệp Ưng bị Tiêu Phàm chém xuống, tê tâm liệt phế. Hỗn trướng, ta phải xé nát ngươi. Liệp Ưng gầm thét, chiến hồn Liệt Phong Ưng điên cuồng gào thét, phiến đánh lấy cánh. Hư không lập tức nhấc lên một trận phong bạo hư vô. Vô số hắc sắc lợi nhận như mũi tên hướng đến Tiêu Phàm. Cùng lên, giết hắn. Huyết bào nam tử hét giận dữ, hắn cũng cảm giác được Tiêu Phàm quỷ dị, không thể khoanh tay đứng nhìn. Gần như đồng thời, ba người đồng thời xuất thủ, chỉ có Dạ La áo bào đen đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Một đôi con ngươi đen kịt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Tốc độ xuất kiếm mặc dù nhanh nhưng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Có thời điểm một động tác cực kỳ không đáng chú ý liền đủ để đòi mạng ngươi. Dạ La híp hai mắt nhìn không trung, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lãnh quang. Lục đảo. Phía trên không trung Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ cấp tốc trốn tránh. Vô số hắc sắc phong nhận kiếm khí không có một kiếm chạm đến Tiêu Phàm, lại càng không cần phải nói đến việc thụ thương. Ba người cũng nhìn không được nữa, cùng Liệp Ưng bốn người vây công Tiêu Phàm. Bốn người đều là vượt qua 80 trận, huyết sát cùng quỷ đao càng là thắng liên tiếp 90 trận. Thắng một trận thì có một chiến vương cường giả chết trong tay bọn họ, bốn người từ trong núi thây biển xác sống sót, thực lực bọn hắn không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm không có mảy may dị sắc, bốn người xuyên toa, một kiếm vung ra, không có kiếm khí sáng chói, càng không có xinh đẹp hoa mỹ. Hắn mỗi một kiếm đều trực lấy nhược điểm đối phương. Phong thế dung nhập bên trong kiếm đạo khiến tốc độ Tiêu Phàm xuất kiếm đạt tới một cấp độ đáng sợ. Hư không từng đạo tơ máu bay vụt, tràn đầy một cỗ khắc nghiệt chi khí. Quả thực đã khinh thường ngươi, đáng tiếc, đụng tới bốn người chúng ta, ngươi hẳn phải chết là điều không hề nghi ngờ. Liệp Ưng nhe răng trợn mắt nói, bị Tiêu Phàm chặt đứt một bàn tay, chiến lực của hắn giảm bớt đi nhiều, điều này cũng làm cho hắn hận Tiêu Phàm đến tận xương. Tiêu Phàm lắc đầu, người thực sự tự cho là đúng. Đã như vậy, mình cũng không cần thiết giữ lại, bởi vì ở trên người mấy người này, hắn đã không còn thấy sự tiến bộ. Chỉ có Dạ La ở nơi xa yên lặng nhìn khiến Tiêu Phàm có chút thận trọng, người này có thể thắng liên tiếp 98 trận, đại biểu chính là thực lực. Tiêu Phàm ở trên không chiến đấu cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Dạ La cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nói xong chưa, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liệp Ưng, một cỗ sát khí bắn ra, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, thân hình Liệp Ưng hơi chậm lại, ngay sau đó lại âm trầm như nước. Hắn cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo, như có một con rắn độc đang nhìn chằm chằm. Phía trước, Tiêu Phàm lại không thấy tăm hơi. U chảo, Liệp Ưng hét lên giận dữ, một cái tay khác bỗng nhiên hướng về phía sau chộp tới. Tránh ra,
Huyết bào nam tử hét lớn, huyết đao trong tay gắng sức chém xuống, đao khí đáng sợ giống như một đạo chớp lóe, xông thẳng tới Liệp Ưng. Phốc, một đạo bạch mang lóe qua, một tay khác của Liệp Ưng bị chém đứt, hắn chỉ thấy một ngụm răng trắng như tuyết. Khi hắn lấy lại tinh thần, đao mang huyết sắc hung mãnh chém tới. A, Liệp Ưng kêu thảm một tiếng, thân thể bị đạo huyết quang trực tiếp chém thành hai nửa, trên chiến đài huyết vũ huy sái. Đa tạ. Tiêu Phàm nơi xa cười nhạt một tiếng, không đợi hắn xuất thủ, huyết bào nam tử đã giúp hắn chém giết Liệp Ưng, cũng tiết kiệm hắn bổ một kiếm. Tiểu tử, người tự tìm cái chết, huyết sát ta rất lâu rồi không nổi giận. Huyết bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trường đao màu đỏ ngòm giết ra. Dùng đao sao, tay trái Tiêu Phàm bỗng xuất hiện hung đao đổ lục, hắn không tránh không lùi, trực tiếp nghênh đón. Tả thủ đao. U Linh cũng quá khinh thường rồi. Ngươi là chưa thấy qua U Linh cường đại, vô luận là kiếm, hay là đao, hoặc là quyền, đều có tạo nghệ cực lớn. Đối mặt đối thủ dạng gì, hắn liền dùng dạng thủ đoạn đó. Không sai, ta cũng đã gặp qua, U Linh cùng người một bên chiến đấu, một bên học được kiếm pháp đối phương, sau đó dùng chính kiếm pháp đối phương để giết đối phương. Trên khán đài, đám người một trận sợ hãi thán phục. Người chưa thấy Tiêu Phàm chiến đấu cười lạnh không thôi, tiểu tử này thật là sống đến không kiên nhẫn, dám bỏ dài dùng ngắn. Thế nhưng không ít người trung thành ái mộ U Linh, một mặt nhẹ nhõm đạm nhiên, tình cảnh như vậy thật sự là quá nhiều. Cuồng huyết, Tiêu Phàm thi triển chiêu thức bên trong huyết la đao pháp, chỉ là so sánh trước đó, uy lực lớn hơn rất nhiều. Không chỉ là bởi vì đao pháp này bị Tiêu Phàm tu luyện tới đỉnh phong. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm dung nhập đao thế cùng phong thế, vô luận tốc độ uy năng đều siêu tuyệt vô cùng. Huyết mang lập lòe, đao hà trùng thiên, không khí ngưng kết, thời gian dường như đình chỉ. Huyết sát trùng thiên, huyết sát không cam lòng yếu thế, một chuôi cuồng bá ẩm huyết đao lấp lóe trên đỉnh đầu. Uy thế thất phẩm chiến hồn hiển lộ không thể nghi ngờ, một cỗ sát khí ngút trời trùng thiên. Oanh long long, hư không run rẩy kịch liệt. Một cỗ năng lượng thật lớn ba động quét sạch chiến đài, huyết sát tay phải rung động, miệng phun ra máu. Huyết sát cũng không gì hơn cái này, nếu các ngươi để cho ta giết nguyên một đám, cũng tốt. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người huyết sát. Hồn lực tinh thuần quán chú bên trên đồ lục đao, đao mang xâm nhiên, một đạo đao mang dài ba trượng gào thét, hồng hộc một tiếng, xuyên thủng đầu vai huyết sát. Tiêu Phàm một kích tức lui, hắn cảm nhận được một đạo hồn lực quỷ dị ba động từ bên cạnh vọt tới. Quả nhiên, lúc hắn rời khỏi bốn trượng bên ngoài, hư không lốp bốp rung động. Tại chỗ xuất hiện một đạo hắc ảnh, đó là một nam tử mặc trang phục màu đen, trên vai khiêng một chuôi hắc đao quỷ dị. Quỷ đao, Tiêu Phàm híp hai mắt, quả nhiên là cường giả thắng 93 trận, xuất đao quá mức quỷ dị, căn bản bắt không được bóng dáng, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Giống, hư không cuồng phong thổi loạn, giống như hung thú gào thét. Tiêu Phàm cảm giác một cỗ lực to lớn trùng kích tập sát mà đến, Tiêu Phàm bị chấn động đến toàn thân rung động một cái. Vội vàng đưa tay một đao ngăn khuất trước người. Một trận kim loại ma sát vang lên, Tiêu Phàm bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất bay. Bên trên đồ lục đao, một cái miệng máu to lớn gắt gao cắn, lộ ra một bộ răng xâm nhiên. Dùng miệng cắn đồ lục đao. Dù là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi cũng bị một màn này dọa cho phát sợ. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm cũng biết rõ người này là ai, chính là người danh hiệu dã thú. Một bộ răng kia so với giam hung thú còn kinh khủng hơn, nếu như đồ lục đao chỉ là lục phẩm hồn binh, khả năng thật sự là bị hàm răng này cắn nát. Thực sự là một bộ răng tốt, cũng không sợ vỡ nát miệng. Tiêu Phàm cười lạnh, tay phải kéo một cái kiếm hoa. Hướng trên cổ dã thú vạch tới. Tiêu Phàm không dám cùng dã thú giằng co, phải biết, cách đó không xa huyết sát cùng quỷ đao cũng đã hướng tới. Dã thú nhe răng cười một tiếng, nhìn qua thập phần dữ tợn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, hai tay hắn hướng về tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm chộp lấy. Phốc, một đạo máu tươi nở rộ ra, dã thú kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, hai tay hắn đều bị chặt đứt, kiếm mang vẫn sắc bén như cũ. Xẹt qua cổ dã thú, một cái đầu người lăn xuống. Thật sự cho rằng đầu lâu ngươi so với kiếm của ta còn muốn sắc bén hơn sao? Buồn cười, Tiêu Phàm mặt coi thường nói.
tay trái kéo đầu lục đao một phát, người dã thú đột nhiên hóa thành mưa máu. Huyết sát cùng quỷ đao hai người vừa mới xông lên liền cảm giác cổ mát lạnh, cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Kiếm thật lăng lệ, vậy mà chặt đứt móng vuốt dã thú, cắt đầu hắn. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dã thú thắng liên tiếp hơn 80 trận, móng vuốt cùng cường độ thân thể lần lượt được nghiệm chứng, lục phẩm hồn binh bình thường cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Tại sinh tử chiến đài, dã thú là cỗ máy giết chóc chân chính, người chết trong tay hắn không có một bộ thi thể hoàn hảo. Nhưng mà một người mạnh mẽ như vậy lại bị Tiêu Phàm một kiếm giết chết. Tên thứ ba, tiếp tục, Tiêu Phàm tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, lăng không dạo bước hướng về huyết sát cùng quỷ đao. Mỗi một bước, khí thế trên người hắn tăng lên một phần, một cỗ sát khí ngút trời trên người nở rộ, kiếm khí bốn phía gào thét, không khí đều bị ngưng động. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nổi lên từng đạo gợn sóng, hướng về tứ phía khuếch tán đi. Chân chính giết chóc bắt đầu. Huyết sát cùng quỷ đao cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người Tiêu Phàm, trong lòng hai người lộp bộp, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân đã quá khinh thường Tiêu Phàm. Hiện tại đến phiên ta. Tiêu Phàm như là quân vương nhìn xuống ba người phía dưới. Một cỗ cảm giác áp bách to lớn trong lòng ba người lặng yên dâng lên. Huyết hải thao thao, huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mặc dù kinh hãi thực lực Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần vào sinh tử chiến đài liền không thể e ngại, bằng không chết chính là hắn. Huyết sát minh bạch điểm này, quỷ đao cũng minh bạch điểm này, hai người đều sống sót từ hơn 90 trận giết chóc. U minh quỷ trảm, quỷ đao đồng thời động, từ một phương hướng khác thẳng hướng đến Tiêu Phàm. Đao khí trong hư không chấn động, tiếng đao phong gào thét cuồn cuộn xông ra, dường như hư không đều bị mở ra. Hồng Trần thiếu, Tiêu Phàm liếc mắt quỷ đao, cấp tốc phóng tới huyết sát. Một đạo ánh sáng màu bạc chợt lóe lên rồi biến mất, bốn phía hư không phát ra từng đợt thanh âm kiếm rít. Minh sát, cũng đúng lúc này lại một tiếng quát nhẹ vang lên, Dạ La một mực không động rốt cục cũng xuất thủ. Hắn sát phạt cực kỳ quyết đoán, góc độ cũng cực kỳ quỷ dị, tựa như đâm trúng nhược điểm của Tiêu Phàm. Một đạo hắc sắc lợi mang xông thẳng phía dưới nách Tiêu Phàm, một kiếm này Dạ La hiển nhiên chờ đợi đã lâu, chỉ chờ Tiêu Phàm lộ ra sơ hở, hắn liền nhất kích tất sát. Tiêu Phàm khóe miệng nổi lên một tia quỷ dị, tựa như đạt được âm mưu. Hắn đạp chân xuống, hư không phảng phất bị một cước này đạp nát, một vệt sáng hướng bốn phía bập bênh mà mở. Lúc Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, đã là trước người Dạ La. Thiên địa tiêu sát, Tiêu Phàm khẽ nói. Toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát đến điểm cực hạn. Từng đạo gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm cấp tốc khuếch tán ra, xa xa nhìn lại, hư không đều bị cắt thành từng đạo không gian. Phốc, một cánh tay Dạ La bị sát khí kia chấn đến vỡ nát, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi trăm trượng, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thật nhanh, mới vừa rồi còn không phải cực hạn U Linh sao, kém chút đem Dạ La miểu sát. Dạng thực lực này tuyệt đối đạt tới cấp độ tuyệt thế chiến vương rồi. U Linh thật đáng sợ, 3 tháng thời gian liền trưởng thành đến dạng cấp độ này. Đúng vậy, 3 tháng trước hắn vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ, bây giờ lại đáng sợ như vậy. Trên khán đài, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn bên trên sinh tử chiến đài, thực lực Tiêu Phàm triệt để làm bọn hắn chấn kinh. Ý, U Linh vậy mà lĩnh ngộ được ý. Trong phòng hội nghị, tam trưởng lão vô cùng kích động. Trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, bởi vì cho tới nay, hắn đều khinh thường U Linh. Sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt, hắn thấy, một trận chiến này Tiêu Phàm hẳn phải chết, nhưng Tiêu Phàm một kiếm chém giết cuồng hổ, sau đó liên sát liệp ưng cùng dã thú. Dạng thực lực này có lẽ còn không tính là gì, bởi vì Dạ La cũng có thể làm được. Nhưng mà Dạ La đều kém chút bị Tiêu Phàm miểu sát. Dạng chiến lực này cũng có chút khủng bố rồi. Thanh niên áo bào tím mặc dù sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, đây là sát ý. U Linh vậy mà lĩnh ngộ sát ý, có lẽ hắn mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão sớm đã ngốc trệ ở nơi nào, thực lực U Linh thật sự là quá vượt dự kiến của bọn hắn. Lúc này, nhị trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, nói U Linh một mực ẩn tàng thực lực, sau trận chiến này. Hắn sẽ thắng liên tiếp 99 trận, cũng liền không cần tận lực giữ lại. Kẻ này bây giờ chỉ là chiến vương hậu kỳ, một khi đột phá chiến vương đỉnh phong,
há không phải thiên tàn đều không phải là đối thủ sao? Tứ trưởng lão ngữ khí khẽ run lên. Sau một lát, năm người một trận trầm mặc, ánh mắt lần nữa rơi trên màn ảnh. Tiếng nghị luận tứ phương sinh tử chiến đài giống như nước thủy triều thối lui, ánh mắt bọn hắn lần nữa rơi vào trên người Tiêu Phàm, tựa như sợ bỏ lỡ cái gì. Trên chiến đài, Dạ Lam một tay che lấy cánh tay, một chân quỳ trên đất, còn người băng lãnh như dã thú khát máu hiện ra quang mang màu đỏ tươi. Người rất kỳ quái, vì sao phát hiện sơ hở của ta lại bị ta gây thương tích đúng không? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, tu la kiếm trong tay còn chảy xuống máu tươi. Người cố ý, Dạ Lam mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ là cách mặt nạ nhìn không thấy mà thôi, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý trên người hắn. Tiêu Phàm cười không nói, Dạ La một mực chưa từng xuất thủ, hắn có thể không tin Dạ La chỉ là khinh thường cùng mấy người cùng nhau xuất thủ. Dù sao, đứng ở sinh tử chiến đài thượng nhân đều hiểu rõ một chút, chỉ có sống sót mới là người thắng sau cùng. Cho nên, Tiêu Phàm cố ý cho bản thân một sơ hở, cái sơ hở này, tại mười mấy trận trước liền lưu lại, nguyên bản Tiêu Phàm còn muốn một trận cuối cùng mới dùng. Không nghĩ tới lại dùng trên người Dạ La. Bây giờ Dạ La bị trọng thương, chiến lực giảm bớt đi nhiều, Tiêu Phàm tự nhiên càng thêm không còn e ngại. Không phải Tiêu Phàm âm hiểm, nếu như Dạ La không dựa vào sơ hở công kích hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có khả năng làm tổn thương hắn. Ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt, Dạ La rốt cục nổi giận, trầm thấp giống lên một tiếng giống như một đầu dã thú đang gầm thét. Theo tiếng gào này, Dạ La, quỷ đao cùng huyết sát ba người đồng thời động. Hình thành tam giác chi thế đánh hạ Tiêu Phàm. Trong hư không, đao khí, kiếm khí tàn phá bừa bãi, dày đặc không trung. Lần này, ba người công kích không có bất kỳ góc chết, chỉ muốn đem Tiêu Phàm vây giết bên trong. Đệ tam thức, thiên địa tiêu sát, Tiêu Phàm thu hồi đồ lục đao, đối mặt thế công ba người thờ ơ. Chỉ là trong tay hắn kiếm lại động, chậm rãi nâng lên một kiếm trong tay, mặc cho những đao khí, kiếm khí kia xé rách. Hô, từng đạo bạch quang nở rộ trên tu la kiếm, tất cả sát khí ngưng tụ thành một đường, hóa thành một đạo trường kiếm dài mấy chục trượng. Sau đó, một kiếm hoành không quét qua, chỉ thấy một đạo bạch mang xẹt qua hư không, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Trên khán đài, bạch sắc lưu quang lóe qua, triệt để đem Dạ La, huyết sát cùng quỷ đao bao phủ giết ở trong đó, vô số đao khí kiếm khí nổ tung. Một cỗ hư vô phong bạo ngập trời quét sạch cả tòa sinh tử chiến đài, cho dù là ngồi ở trên khán đài, mọi người cũng cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ, toàn thân lông tơ dựng đứng. Răng rác, thanh âm bạo phá vang lên, kiếm khí phong bạo kia lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng tứ phía khuếch tán đi, bao phủ toàn bộ không gian chiến đài. Phía dưới sinh tử chiến đài không ngừng sụp đổ, hai bên huyết thủy như sông lớn vỡ đê, hướng về trung tâm mãnh liệt đi. Khí lưu đáng sợ, sắc bén tới cực điểm, dù là kim loại cứng rắn cũng đều có thể trực tiếp bị cắt thành bột phấn, huống chi nham thạch dùng rèn đúc chiến đài. Một kiếm Tiêu Phàm vung ra, trái tim tu sĩ trên bốn phía khán đài đột nhiên siết chặt, tựa như ngưng đập. Cách mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận được thật sâu một kiếm đáng sợ này. Từng tia kiếm khí gợn sóng tiêu tán trên khán đài, không ít người bị dọa đến ngã ngồi ở mặt đất, không khí gợn sóng cắt vỡ áo bào cùng sợi tóc bọn hắn. Trên mặt truyền đến một trận đau nhói. Người xem gần nhất trên người càng là bay vụt lấy từng tia tơ máu, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn bên trên sinh tử chiến đài, mặc cho kiếm khí yếu ớt cắt đứt, bọn hắn chỉ muốn biết rõ tình huống trên sinh tử chiến đài. Sau một lát, vô số kiếm khí gợn sóng tiêu tán, tất cả sinh tử chiến đài lập tức hiển lộ. Thế nhưng, giờ phút này nơi nào còn có sinh tử chiến đài? Cả tòa sinh tử chiến đài đều bị một kiếm vừa mới kia hủy diệt. Chỉ có trong hư không, một đạo thân ảnh áo bào đen cầm trường kiếm trong tay, áo bào phần phật, trở thành vĩnh hằng. Sinh tử đấu trường lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế, khí tức ngạt thở. Đạo thân ảnh trong hư không giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm đứng ở đó, để cho người ta ngưỡng vọng. Giờ khắc này dường như thời gian đều đứng im. Một người một kiếm. In vào trong đầu tất cả mọi người ở đây, vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, sinh tử đấu trường vẫn như cũ có người đàm luận sự tình u linh, hơn nữa về sau Tiêu Phàm bách thắng, tại đài cao nhất sinh tử đấu trường cũng xuất hiện một pho tượng to lớn. Đương nhiên,
đây chỉ là sau này. Tiêu Phàm một kiếm vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người, một kiếm chém nát sinh tử chiến đài, đây là hạng tư thế oai hùng gì? Sinh tử đấu trường thành lập mấy trăm năm qua còn chưa bao giờ có dạng sự tình này phát sinh. Phải biết, dù là chiến hoàng sơ kỳ bình thường, thậm chí trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ nát chiến đài. Tiêu Phàm một kiếm tuyệt đối nắm giữ uy lực tuyệt thế chiến vương, có lẽ có thể chém giết chiến hoàng sơ kỳ. Siêu, trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm híp mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới, liền hướng cửa ra đi đến. Cũng đúng lúc này, đám người lấy lại tinh thần, hiện trường một trận sôi trào. Một kiếm thật đáng sợ, U Linh làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới có thời gian 3 tháng. Có ít người, không phải thiên tài có thể hình dung, nhất định phải mang tên yêu nghiệt, U Linh chính là yêu nghiệt chân chính. U Linh đạt tới 99 trận thắng, tiếp theo 89 phần 10 là thiên tàn cùng U Linh gặp mặt. Thật muốn biết rõ dung mạo U Linh ra sao, vậy mà cường đại như thế. Nếu như là một người trẻ tuổi, lão nương nhất định phải gả cho hắn. Chỉ bằng ngươi, đi thôi, đừng ở đây làm người khác buồn nôn. Bên trong âm thanh đám người xôi trào, Tiêu Phàm đã biến mất. Tại thính phòng bên ngoài, Phong Lang vừa mới chạy tới cũng vừa vặn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cũng có một tia kinh hỉ, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến thành cô đơn cùng lo lắng. Hắn kinh hãi là thực lực Tiêu Phàm, kinh hỉ là Tiêu Phàm vậy mà thực còn sống, hơn nữa một kiếm giết 3 người. Nhưng là, sự tình hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Công tử cùng đại ca, ai cũng không thể chết. Phong Lang khẽ cắn môi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, sau đó quay người rời đi. Đồng thời, trong phòng hội nghị, ánh mắt tứ đại trưởng lão cùng thanh niên áo bào tím cũng có chút lấp lóe. Một kiếm, vẻn vẹn một kiếm liền hủy diệt chiến đài, điều này căn bản chính là uy lực chiến hoàng cảnh. Đây không phải kiếm ý đơn giản. Thanh niên áo bào tím ánh mắt sáng quắc, trong lòng chậm chạp nói. Một cỗ chiến ý từ trên người hắn lặng yên dâng lên, bất quá chỉ một lát sau liền bị hắn áp chế cưỡng ép xuống dưới. Ha ha, không hổ là U Linh, 99 trận thắng, hắn thực làm được. Dạ La lại bị hắn miểu sát, tam trưởng lão cất tiếng cười to, tựa như xoay người làm chủ nhân. Sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Dạ La là vương bài trong tay hắn, lại bị U Linh tiểu tử kia một kiếm giết chết. Nguyên bản hắn đối với thực lực Dạ La thập phần tự tin, nhưng mà không nghĩ tới trong tay Tiêu Phàm vậy mà qua không được 3 hiệp, việc này quá vượt qua dự liệu của hắn. Khiến hắn tức giận nhất cũng không phải Dạ La chết, mà là cơ hội bách thắng cuối cùng vẫn rơi vào trên người U Linh và Thiên Tàn. Sau 7 ngày, an bài Thiên Tàn cùng U Linh chiến một trận. Thông chi bọn hắn, thanh niên áo bào tím híp híp mắt, đột nhiên đứng dậy, để lại một câu nói liền biến mất tại chỗ. Sắc mặt đại trưởng lão một trận cho tàn, tam trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, một mặt chán nản, thở dài nói, vẫn là muốn chết một người sao. Lời này đại trưởng lão nghe chói tai tới cỡ nào, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể giận dữ rời đi. Tam trưởng lão, ngươi liền vui trộm đi, ngươi đã thành công, vô luận bọn hắn người nào thắng, ngươi đều có thể rời khỏi nơi này. Trong mắt nhị trưởng lão đều là vẻ hâm mộ. Đúng vậy. Chúng ta còn không biết có thể chịu bao lâu đây, bách thắng rất khó khăn. Tứ trưởng lão hâm mộ nói. Ta cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương. Thiên Tàn cùng U Linh hai người, ai ta cũng không muốn bọn hắn chết. Tam trưởng lão cười khổ lắc đầu, đáng tiếc, việc này đã không có cách nào cải biến. Chàng chủ đã hạ mệnh lệnh, chúng ta không có khả năng dở trò quỷ, phó thác cho trời thôi. Tiêu Phàm ngồi ở bên trong phòng nghỉ. Khi biết được 7 ngày sau đánh một trận với Thiên Tàn, trong mắt Tiêu Phàm cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Hơn 2 tháng trước, Thiên Tàn cùng Phong Lang chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đối với Thiên Tàn không hiểu nhiều, nhưng 99 trận thắng liền đại biểu tất cả. Hơn nữa, Tiêu Phàm lo lắng là Phong Lang, hắn biết Phong Lang cùng Thiên Tàn có chút quan hệ, bằng không Phong Lang cũng sẽ không dùng cái chết để thành toàn cho Thiên Tàn. Tiêu Phàm rời sinh tử đấu trường. Trở lại chỗ ở đã là lúc trạng vạng tối. Đám người Y Vân như trước đang trong lầu các chờ lấy, nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, mấy người kích động không thôi. Nơi xa trong tử lâu, trong mắt An Lan lóe lên một tia nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói, sư đệ sao còn chưa quay về,
chẳng lẽ sự tình không hoàn thành? Giờ phút này, tại ngoại thành Ly Hỏa Đế Đô, trong một tòa tử lâu tương đối vắng vẻ, An Hải ngồi ở trong một gian phòng u ám. Két, cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc váy dài hỏa hồng đi tới, ngồi ở trên ghế đối diện An Hải. Bên người nàng còn một ông lão mặc áo đen đi theo. Người muốn giết ai? Hỏa hồng thiếu nữ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người tới đây đều là muốn ủy thác giết người, không cần thiết quanh co lòng vòng. Tiêu Phàm. An Hải nơm nớp lo sợ, bất quá vẫn lấy dũng khí nói. Trong mắt hỏa hồng thiếu nữ lóe lên một vòng tinh quang, thản nhiên nói, chúng ta cần tất cả tin tức đối phương. Đây, An Hải sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả tin tức Tiêu Phàm, trực tiếp đưa một phần tình báo Tiêu Phàm lên. Cơ hồ bao quát tất cả sự tình Tiêu Phàm từ khi đi tới Ly Hỏa Đế Đô, chỉ có thân phận U Linh là không ai biết. Hỏa hồng thiếu nữ quét nhìn phần tình báo, cười tủm tỉm nhìn An Hải nói, người khẳng định muốn giết Tiêu Phàm. An Hải không hiểu nhìn hỏa hồng thiếu nữ, nhìn hỏa hồng thiếu nữ dáng người nóng nảy, trong mắt lóe lên một vòng tham lam nồng đậm, liếm liếm đầu lưỡi khô ráo nói, ta xác định. Có thể, tiền thuê một ức hồn thạch. Hỏa hồng thiếu nữ gật gật đầu nói, duỗi ra một cái ngón tay. Được, liền cho ngươi. An Hải đã sớm chuẩn bị, lấy ra một mai hồn giới đặt lên bàn, nói, đây là một ức hồn thạch, ta lúc nào có thể thấy được đầu lâu Tiêu Phàm. Hỏa hồng thiếu nữ cầm hồn giới quét mắt một vòng, lắc lắc đầu nói, ta nói là một ức trung phẩm hồn thạch. Cái gì? An Hải bỗng nhiên đứng dậy, một ức trung phẩm hồn thạch, người không bằng đi cướp. Người đang chất vấn ta sao? Sắc mặt hỏa hồng nữ tử thay đổi bất thường, một ức hạ phẩm hồn thạch, người coi đuổi ăn mày sao? Giết một chiến vương cảnh sơ kỳ đều là cái giá này. Tiêu Phàm mặc dù là chiến vương hậu kỳ, nhưng không cần một ức trung phẩm hồn thạch đi. An Hải hừ lạnh một tiếng nói, nếu huyết lâu các ngươi không nguyện ý, ta có thể đi tìm Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, cáo từ. Nói xong một câu, An Hải nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp phung cửa mà ra. Ta không muốn hắn sống quá thời gian một nén nhang. Hỏa hồng thiếu nữ thản nhiên nói. Vâng, thiếu chủ. Ông lão mặc áo đen bên cạnh cung kính gật đầu, sau đó quỷ dị biến mất trong phòng, bởi vì để cho ông lão mặc áo đen thời gian không đủ một nén nhang. Điện chủ đại nhân, người thực sự là đi tới chỗ nào đều sẽ không bình tĩnh, khoảng cách kỳ hạn một năm chỉ có 8 tháng, người bách thắng không? Hỏa hồng thiếu nữ vũ mị cười một tiếng, lập tức phong tình vạn trùng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, hỏa hồng thiếu nữ không phải người khác, chính là huyết yêu nhiêu. Gạch nối gạch nối. An Hải phẫn hận rời quán rượu, lạnh lùng quay đầu nhìn một chút, hừ. Huyết lâu vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, điểm này cũng không tất yếu tồn tại lâu. Hất áo bào, An Hải liền hướng lấy ngõ nhỏ u sâm nơi xa đi đến. Vừa đi vào ngõ nhỏ, toàn thân hắn giật mình. Tại sâu trong ngõ nhỏ, một đạo hắc ảnh lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, huyết lâu ngươi muốn giết ta. Sư tôn ta là An Dược Hoàng. Cảm nhận được băng lãnh sát phạt chi khí trên người đối phương, An Hải lạnh run, hắn chỉ là chiến vương đỉnh phong. Hơn nữa căn bản không am hiểu chiến đấu, chỗ nào là đối thủ của đối phương. Hô, đạo hắc ảnh kia trầm mặc không nói, tựa như lười nói nhảm với hắn, đối với một người chết, nói nhiều thì có ích lợi gì đây? Phốc, một đạo lăng lệ bạch sắc xẹt qua cổ An Hải, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Lại dám đánh chủ ý lên người Tiêu Phàm, chẳng lẽ không biết Tiêu Phàm là nam nhân của thiếu chủ sao? Hắc y nhân lạnh như băng nói ra một đạo thanh âm, đáng tiếc An Hải rốt cuộc không nghe được. Nếu như huyết yêu nhiêu nghe nói như thế, đoán chừng sẽ thổ huyết không ngừng, nàng lúc nào trở thành nữ nhân của Tiêu Phàm. Hắc y nhân lấy tay vung lên, thi thể An Hải biến mất, ngõ nhỏ u sâm lần nữa khôi phục tĩnh mịch, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. An Lan trong tử lâu không bao giờ còn có khả năng đợi An Hải đến. Tiêu Phàm cùng Y Vân bọn hắn hàn huyên. Cuối cùng chỉ có Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp lui xuống. Sư huynh, nghe nói người muốn mở tiệm thuốc. Tần Mặc cười ha hả nhìn Tiêu Phàm hỏi. Không sai, có ý nghĩ này, người muốn lưu lại. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không có giấu giếm, trước đó trong lòng hắn chỉ muốn tu luyện, không nghĩ thứ khác. Nhưng hắn phát hiện bản thân thiên phú luyện dược cũng thực không sai, cho nên hắn quyết định đi con đường này.
chỉ cần sư huynh không đuổi người, ta ở nơi này làm việc lặt vặt đều được, đại khái lúc nào khai trương? Tần Mặc không chút do dự đáp ứng nói. Tần Mộng Điệp bĩu môi, ánh mắt kia giống như lại nói, ra ra, người dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư đó, vậy mà nguyện ý làm việc lặt vặt. Đương nhiên, Tần Mộng Điệp từ lâu đã bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Thất phẩm luyện dược sư, đây chính là mộng tưởng một đời của nàng, nhưng Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ mới 17 tuổi liền hoàn thành. Không, nói cho đúng, chỉ là mấy năm, dù sao chỉ có thức tỉnh chiến hồn mới có thể chân chính luyện dược. Đại khái một tháng đi, ta còn muốn gia nhập chiến hồn học viện, tiếp theo là khảo hạch chiến hồn học viện. Chờ sau khi hết bận, khai trương cũng không muộn. Tiêu Phàm ngẫm lại nói. Hắn lo lắng nhất cũng không phải là sự tình chiến hồn học viện khảo hạch, mà là sau 7 ngày sẽ đánh với thiên tàn một trận. Vậy được, sự tài liền giao cho ta giải quyết, hội trưởng ta ở chỗ này cũng có chút quan hệ. Tần Mặc xung phong nhận việc. Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ một tiếng, trong lòng hắn cũng thập phần bội phục Tần Mặc làm người. Thất phẩm luyện dược sư bình thường nào sẽ không ngại đồng ý học hỏi kẻ dưới. Tựa như An Dược Hoàng một dạng, biết rõ bản thân sai còn muốn mũi vỉnh lên trời, một bộ cao cao tại thượng. Thật coi tất cả mọi người phải đem hắn đặt ở trong lòng sao. Tần Mặc lại hoàn toàn tương phản, chỉ bằng vào điểm này, Tần Mặc tương lai tạo nghệ cũng tuyệt đối không thua kém An Dược Hoàng. Vậy liền phiền phức Tần Lão. Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại lấy ra một bản thư tịch đưa cho Tần Mặc nói, lần trước cho ngươi thuật châm cứu chỉ là một phần trong đó. Đây là một bộ phận đằng sau. Đa tạ sư huynh. Tần Mặc lập tức vô cùng kích động, tay cầm sách vở có chút run rẩy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là huyền hoàng cửu châm, mà là một loại thuật châm cứu khác mà thôi. Dù sao, huyền hoàng cửu châm bản thân hắn đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ, không dám lấy ra hại người, vạn nhất thuật châm cứu này có vấn đề thì sao? Nói chuyện phiếm vài câu, Tần Mộng Điệp một bên thỉnh thoảng ngắt lời. Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa như đối với nàng cũng không khoái cảm, điều này khiến Tần Mộng Điệp tức giận dậm chân. Lão nương muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, tu vi cũng không kém, luyện dược thiên phú cũng rất tốt, ta không tin ngươi không động tâm. Tiêu Phàm rời đi, trở lại trong sân, lại phát hiện Phong Lang ngồi ở trong sân, tựa như chờ đợi lâu ngày. Công tử! Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Phong Lang vội vàng đứng dậy. Há miệng muốn nói lại không biết làm sao mở miệng. Phong Lang, ngươi là vì sự tình ta và thiên tàn chiến đấu mà đến. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngồi ở bên cạnh bàn đá. Đã thông chi các ngươi, toàn thân Phong Lang run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Sau 7 ngày, Tiêu Phàm gật đầu, trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Phong Lang ngã ngồi bên trên ghế đệm, thân hình có chút đứng không vững. Trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa. Cúi đầu, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Phong Lang chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi vằn vện tia máu, cắn răng nói, công tử, ta biết rõ nhược điểm thiên tàn, chỉ cầu ngươi không giết hắn. Nguyên bản Phong Lang không cho rằng Tiêu Phàm có thể là đối thủ thiên tàn, hai người cũng căn bản không thể trở thành đối thủ. Dù sao, thời điểm Tiêu Phàm tham gia sinh tử đấu, thiên tàn đã thắng liên tiếp 99 trận. Nhưng không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, Tiêu Phàm trưởng thành cũng quá nhanh, một kiếm hôm nay trên sinh tử chiến đài cho dù là Phong Lang hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể tiếp được. Thực lực thiên tàn cùng hắn không kém nhiều, làm sao có thể đón lấy một kiếm này. Đương nhiên, thiên tàn 3 tháng cũng không khả năng dậm chân tại chỗ, có lẽ tu vi càng tiến một bước cũng khó nói, nhưng Phong Lang không muốn hai người Tiêu Phàm cùng thiên tàn chết. Một người là ân nhân, một người là huynh đệ. Người nào chết đối với hắn mà nói đều là một loại đả kích không thể xóa nhòa. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong mắt lộ ra một vòng sắc bén, ánh mắt Phong Lang lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm khí thế, hít sâu khẩu khí nói, ta nếu không bằng hắn, chết ở trong tay hắn chỉ là ta không bằng người, trách không được bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như ta có thể chiến thắng hắn, ta có thể bảo đảm hắn không chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Thế nhưng, Phong Lang lo lắng không thôi. Thực lực thiên tàn hắn rất rõ ràng, nhưng mà tại sinh tử chiến đài cái gì cũng đều có thể sẽ phát sinh. Không có nhưng nhị gì. Con người Tiêu Phàm thập phần kiên quyết, lập tức nhếch miệng cười nói, ta tin tưởng, ta sẽ thắng.
Phong Lăng bị cỗ tự tin siêu nhiên trên người Tiêu Phàm cảm nhiễm thật sâu, hắn cũng nhìn thấy Tiêu Phàm một thân ngông nghênh. Nói cho Thiên Tàn nhược điểm, Tiêu Phàm khinh thường như thế, cho dù là chết cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì dạng này cho dù thắng, trong lòng hắn cũng sẽ không an tâm, trên đường tu luyện sau này khẳng định sẽ có tỉ vết, có lẽ vĩnh viễn dừng bước tại chiến vương cảnh cũng khó nói. Phong Lăng cũng minh bạch điểm này, đối với cường giả chân chính mà nói, võ đạo chi tâm là kiên định, tuyệt đối sẽ không vì ngoại lực mà thay đổi. Mà Tiêu Phàm chính là cầm giữ một khỏa cường giả chi tâm, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Đúng, người có tín vật gì khiến Thiên Tàn sẽ không phản kháng hay không, ta sợ hắn vạn nhất thua sẽ phản kháng, ta sẽ nhịn không được giết hắn. Tiêu Phàm cười nói, tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Có, Phong Lăng ngẫm lại, do dự một cái, từ trên cổ lấy ra một miếng ngọc bội huyết sắc, không, nói cho đúng, chỉ là nửa viên. À, Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc bội huyết sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngọc bội kia chất liệu làm sao cùng cái này của ta giống nhau như đúc. Tiêu Phàm vừa dứt lời, cũng từ trên cổ gỡ xuống một khối tử sắc ngọc bội. Tương đối một cái, hai khối ngọc bội chất liệu giống nhau, lớn nhỏ cùng đường vân cũng giống nhau như đúc. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn nhìn thấy phía trên cũng có nửa chữ, dù là gần một nửa một bên, Tiêu Phàm có thể phân biệt ra, đó là một chữ Hoàng. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc, con người Phong Lăng co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, một cỗ chấn động từ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Có lẽ chúng ta thật sự có duyên, ha ha. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn lại không nhìn thấy dị sắc trong mắt Phong Lăng, nói, ngọc bội trả lại ngươi. Được. Phong Lăng si ngốc gật gật đầu, ánh mắt một mực dừng lại ở viên tử sắc ngọc bội trên tay Tiêu Phàm. Ngọc bội kia tại sao ở trong tay công tử, không phải ngài họ Tiêu sao? Chẳng lẽ là mẫu thân một phương? Đừng lo lắng, ta sẽ thắng, Thiên Tàn cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm nhìn thấy Phong Lăng thất thần, còn tưởng rằng Phong Lăng lại lo lắng an nguy bọn hắn, vỗ vỗ bả vai Phong Lăng an ủi. Phong Lăng chỉ là hờ hững gật đầu, đem nghi ngờ chôn thật sâu trong lòng. Thời gian 7 ngày thoáng cái liền qua đi, Tiêu Phàm mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà, một lòng đắm chìm lĩnh ngộ kiếm đạo, hắn muốn đem tự thân trạng thái điều tiết đến mức tốt nhất. Đối mặt với Thiên Tàn, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường, cao thủ chiến đấu, có thời điểm bất luận một sai lầm gì cũng đủ để mất mạng. Công tử, đã đến giờ. Phong Lăng đi tới ngoài biệt viện Tiêu Phàm, khẽ gọi nói. Két, cửa phòng mở ra, Tiêu Phàm đi tới, cả người nhìn qua bình thản tự nhiên, dường như một người bình thường, bất quá càng là như thế, Phong Lăng cảm thấy Tiêu Phàm càng đáng sợ. Tiêu Phàm cười gật đầu, liền chuẩn bị hướng sinh tử đấu trường đi. Để cho ta đi vào, ta tìm Tiêu Phàm. Đúng lúc này, một đạo Hoàng Anh khẽ kêu lên, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Huyết yêu nhiều lúc nào đến Ly Hỏa Đế Đô? Tiêu Phàm nhíu mày nói, đang chuẩn bị tới phía ngoài đi, lại không nghĩ rằng lại một đạo thanh âm truyền đến. Dựa vào cái gì để ngươi đi vào, chúng ta lại không biết ngươi. Thanh âm Tần Mộng Điệp vang lên, ngăn khuất trước người Huyết Yêu Nhiêu, nửa bước không cho. Tiểu muội muội, ngươi ngăn không được ta đâu. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười khẽ, có một loại vận vị khác. Cái gì tiểu muội muội, ngươi chỗ nào lớn hơn ta? Tần Mộng Điệp ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt không phục. Chẳng qua là khi nàng đánh giá dáng người Huyết Yêu Nhiêu, lại phát hiện, Huyết Yêu Nhiêu thật đúng là chỗ nào đều không thể so với nàng. Đường cong là lướt, trong trắng lộ ra thịt giống như dương chi ngọc, hiện ra quang trạch phấn bạch, môi hồng ướt át, nhất là dáng người như ma quỷ, lộ ra phong tình vạn trùng, khiến Tần Mộng Điệp có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tiểu muội muội, có phải phát hiện tỷ tỷ chỗ nào đều lớn hơn ngươi hay không? Ngươi không phải là tiểu tình nhân của Tiêu Phàm đi, tỷ tỷ là đại tình nhân của Tiêu Phàm đó nha. Huyết Yêu Nhiêu cười hì hì nhìn Tần Mộng Điệp. Hừ, ai là tiểu tình nhân của hắn? Tần Mộng Điệp mặt đỏ tới mang tai, như là hoa đào nở rộ, lộ ra một loại xinh đẹp khác. So với Huyết Yêu Nhiêu vũ mị xinh đẹp, Tần Mộng Điệp nhiều thêm một loại thanh thuần cùng linh động, chỉ là thân thể phát dục còn có khiếm khuyết, bằng không mà nói, tuyệt đối có thể cùng Huyết Yêu Nhiêu so sánh. Huyết Yêu Nhiêu, người đến nơi này làm gì? Tiêu Phàm cảm thấy thời điểm này bản thân nên ra sân, bằng không, qua một lúc hai người càng nói càng thái quá.
Tiêu Phàm ca ca, Nô gia không phải cố ý đến thăm hỏi ngươi sao, rất lâu không gặp ngươi, Nô gia rất nhớ ngươi. Huyết Yêu Nhiêu lách mình, u sầu xuất hiện tại bên người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại kề sát cánh tay mình. Nghe thấy Tiêu Phàm ca ca mấy chữ này, Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, toàn thân hiện nổi da gà, nhìn khuôn mặt yêu mị Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân một trận lửa nóng. Hắn vừa mới chuẩn bị tránh thoát cánh tay Huyết Yêu Nhiêu, sự tình khiến hắn không tưởng tượng được phát sinh. Chỉ thấy Tần Mộng Điệp bỗng nhiên nhào lên, níu một tay khác của Tiêu Phàm, căm tức nhìn Huyết Yêu Nhiêu nói, không cho phép ngươi đụng Tiêu Phàm ca ca, hắn là của ta. À, nguyên lai ngươi thực sự là tiểu tình nhân của Tiêu Phàm nha. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười to, nhánh hoa run rẩy. Hừ, Tần Mộng Điệp lúc này mới phát hiện tự mình nói sai. Lập tức mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt đỏ như táo đỏ. Được rồi, người cũng đừng đùa giỡn Mộng Điệp nữa. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn không muốn tiếp tục dây dưa, nói đi, người tới làm cái gì? Huyết Yêu Nhiêu trong tay đột nhiên xuất hiện hai khối ngọc bài, nói ta tới tìm ngươi đi xem sinh tử đấu, trận này thế nhưng là kỳ cảnh nhiều năm mới xuất hiện, lần thứ nhất hai cường giả thắng liên tiếp 99 trận chiến đấu, ta nghĩ ngươi không muốn bỏ qua. Trong mắt Huyết Yêu Nhiêu có chút u oán, Tiêu Phàm đã tới nơi này hơn mấy tháng, lại còn không tham gia sinh tử đấu, thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Nàng nào biết rõ, hai đại nhân vật chính hôm nay Tiêu Phàm chính là một người trong đó. Ta cũng đang chuẩn bị đi qua. Tiêu Phàm cười cười, cũng từ trong tay lấy ra mấy chương ngọc bài. Ta cũng muốn đi, Tần Mộng Điệp không chút do dự từ trong tay Tiêu Phàm đoạt lấy một chương ngọc bài. Đây vốn chính là cho các ngươi, Tần lão, tiểu thất đều có, còn có tiểu kim. Tiêu Phàm cười cười, cầm ngọc bài vé vào cửa trong tay phát cho mấy người. Quan tiểu thất thất thần thật lâu, hắn kinh ngạc không phải vì sinh tử đấu, mà là Tiêu Phàm bị hai đại mỹ nữ bao vây, loại cảm giác này làm hắn thập phần muốn có. Tiêu huynh, về sau ngươi là anh ruột ta, tam ca, ngươi dạy dạy ta đi mà. Quan tiểu thất một mặt khẩn cầu nhìn Tiêu Phàm nói. Dạy ngươi cái gì, Tiêu Phàm một mặt cổ quái nhìn quan tiểu thất. Ngươi nhìn ngươi, hai vị tẩu tử chủ động dính sát, ta một người đều không có. Quan tiểu thất cười ha ha nói, hắn một mực truy cầu Y Thiên Linh, nhưng mà Y Thiên Linh hờ hững lạnh lẽo, điều này khiến hắn sầu muốn chết. Tiêu Phàm mặt sạm lại, hận không thể đem quan tiểu thất hung hăng đánh một trận, tiểu tử ngươi lại tới gây thêm loạn à. Còn kêu tẩu tử, ta cùng với bọn họ thanh thanh bạch bạch. Tiểu ca ca, bằng không để tẩu tử đến dạy ngươi. Huyết Yêu Nhiêu cười khanh khách nói. Quan tiểu ngũ, không cần loạn. Tiêu Phàm lập tức quát khẽ. Quan tiểu thất muốn theo hắn kết bái. Tại trong mấy người bọn hắn, dựa theo trình tự tới trước tới sau, tự nhiên xếp hạng lão ngũ, quan tiểu thất danh tự cũng liền biến thành quan tiểu ngũ. Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch đạo lý hai nữ nhân một đài hí, cộng thêm một quan tiểu thất, hoàn toàn có thể hát mấy vở thai hí. Bất quá, Tiêu Phàm đối với Huyết Yêu Nhiêu cùng Tần Mộng Điệp thật đúng là không có ý tứ đặc biệt, trong đầu của hắn hiển hiện chỉ có thân ảnh tiểu ma nữ. Hai vị tẩu tử đều ở chỗ này, bọn họ đều không ngại, tam ca ngươi sợ cái gì? Quan tiểu thất một mặt cười bị ổi nói. Tiểu lang, tiểu kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm hung hăng liếc mắt quan tiểu thất, bản thân càng giải thích, gia hỏa này ngược lại càng tô càng đen. Không đợi mấy người phản ứng. Tiêu Phàm trực tiếp ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, cùng Phong Lang biến mất ở cửa ra vào, rất nhanh liền lẫn vào trong đám người, không thấy tăm hơi. Tên gia hỏa này chạy thật đúng là nhanh. Huyết Yêu Nhiêu khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, giống như một oán phụ bị bỏ rơi. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tần Mộng Điệp đột nhiên nắm lấy cánh tay Huyết Yêu Nhiêu, nào còn có bộ dáng vừa rồi coi như cừu địch, hoàn toàn chính là một đôi tỷ muội. Quan tiểu thất lộ ra vẻ kinh ngạc, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, xem ra ta thực sự là không hiểu nữ nhân rồi. Sinh tử đấu trường, người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước, hôm nay là ngày U Linh cùng Thiên Tàn hai người bách thắng quyết chiến, vô số tu sĩ mộ danh mà đến. Vé vào cửa liền bán với giá trên trời, cao nhất đạt tới 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, dù vậy, tất cả vé vào cửa cũng bán sạch trước mấy ngày. Vì thế, sinh tử đấu trường hôm nay hủy bỏ tất cả trận đấu, phái rất nhiều tu sĩ giữ gìn trật tự,
có thể thấy sinh tử đấu trường đối với trận chiến này rất coi trọng. Dù sao, đây chính là lần thứ nhất trong mấy năm qua, có người đột phá 100 trận thắng liên tiếp, hơn nữa nhất định sẽ có một người làm oanh động cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Dù là tam đại gia tộc, thậm chí đế tộc đều có người đến quan sát trận sinh tử đấu này. Rất nhiều thế lực cùng gia tộc thậm chí âm thầm đặt quyết tâm, nếu như có khả năng, nhất định phải đem người thắng lợi kéo hắn vào thế lực của mình. 3 tháng không đến, thắng liên tiếp 99 trận, đã đánh vỡ kỷ lục cao nhất sinh tử đấu trường từ trước tới nay, lãnh tiếu nhận cũng chỉ mất không đến nửa năm, U Linh này lại là một lãnh tiếu nhận khác. Ai nói không phải sao, bắt đầu không ai để ý thực lực U Linh, ai có thể nghĩ đến, hắn lấy được dạng chiến tích này, chỉ là không biết U Linh là thân tự do, hay là nô lệ gia tộc nào đó. Bất kể là thân tự do hay là nô lệ, sau trận chiến dịch này, chỉ cần thắng, U Linh đều triệt để tự do, nếu như hắn thực sự là nô lệ mà nói, gia tộc kia khẳng định sẽ hối hận đến chết. Hối hận cái gì, hiện tại còn không biết có thể thắng hay không đây, thiên tản yếu sao? Có thể bách thắng, không có kẻ yếu. Đám người đối với trận tỷ đấu này tràn ngập chờ mong, hận không thể lập tức bắt đầu, dòng máu của bọn họ đã bắt đầu sôi trào lên. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng ở trong đám người xếp hàng, Tiêu Phàm đã lặng yên rời đi, cho dù là 100 trận, Tiêu Phàm cũng không muốn bại lộ thân phận bản thân, không có nghênh ngang đi vào sinh tử đấu trường. Hắn biết dù là thắng, cũng chỉ là chiến vương mà thôi. Tại Ly Hỏa Đế Đô vẫn chỉ là tầng dưới chót, rất nhiều gia tộc và thế lực muốn tính mạng hắn đều có thể dễ như trở bàn tay. Dù sao nội tình Ly Hỏa Đế Đô không phải hắn có thể đánh giá, dùng Phong Lang lại nói. Tòa thành trì này ngọa hổ tàng long, vô cùng có khả năng có cường giả cấp bậc chiến đế. Trước mặt chiến hoàng bình thường, Tiêu Phàm có lẽ còn có sức tự vệ, nhưng là đối mặt chiến đế, hắn như là sâu kiến, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt hắn. Tiêu Phàm đâu? Huyết Yêu Nhiêu chạy tới, nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy thân ảnh Phong Lang cùng Tiểu Kim lại không nhìn thấy Tiêu Phàm. Phong Lang lạnh lùng không nói, đứng ngẩn người tại chỗ. Ngốc tử! Ta hỏi ngươi đây, Tiêu Phàm đi nơi nào rồi? Tần Mộng Điệp tức giận nhìn Phong Lang. Hắn có chút việc, đi trước. Phong Lang lấy lại tinh thần, lạnh lùng phun ra một câu. Hỗn đản, nói cùng xem so tài đây, đây chính là bách thắng chiến đấu, nhìn đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Huyết Yêu Nhiêu ngực chập trùng lên xuống, một mảnh tuyết bạch vô cùng sống động. Phong Lang vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, tựa như ngoại giới không quan tâm. Hắn nhìn tòa sinh tử đấu trường cuồn cuộn, nơi này đã từng là nơi huy hoàng của hắn, nhưng cũng là nơi cho hắn sỉ nhục to lớn nhất cả một đời. Ninh gia, là các người đem hai người huynh đệ chúng ta như nô lệ bán cho sinh tử đấu trường, nằm mơ cũng không nghĩ ra chúng ta y nguyên sống đến hiện tại. Một ngày nào đó, Phong Lang ta sẽ trở thành ác mộng của Ninh gia ngươi. Con người Phong Lang vô cùng băng lãnh, nắm đấm nắm lại phát ra một trận tiếng ken két. Lúc này, Phong Lang thu liếm cỗ sát ý trong lòng kia, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chờ đợi nửa canh giờ, đám người đi vào khán đài số 3 sinh tử đấu trường, phóng tầm mắt nhìn tới, đầu người rung động, lít nha lít nhít. Có thể dung nạp 10 vạn người xem, khán đài bạo mãn, thậm chí phía sau còn có rất nhiều tu sĩ đứng đấy. Trong phòng họp, thanh niên áo bào tím cùng tứ đại trưởng lão tất cả đều nhìn chằm chằm màn hình phía trước. Nhìn thấy khí thế ngất trời sinh tử đấu trường số 3, nội tâm mấy người cũng có phần không bình tĩnh. Đã nhiều năm như thế, rốt cục lại có người muốn thắng liên tiếp 100 trận. Các ngươi nói, Thiên Tàn cùng U Linh người nào hy vọng thắng lớn hơn một chút? Nhị trưởng lão nhịn không được mở miệng. Sắc mặt đại trưởng lão vô cùng băng lãnh, vô luận người nào thắng đều là công lao tam trưởng lão, hắn dứt khoát trầm mặc không nói. Thiên Tàn cơ hội lớn hơn một chút. 99 trận phía trước còn không có người khiến hắn thi triển toàn bộ thực lực. Tứ trưởng lão ngưng tiếng nói. Đúng vậy, Thiên Tàn từng bước một trưởng thành, đã tại sinh tử đấu trường tôi luyện hơn một năm, tốc độ kiếm đạo cũng đã đến đỉnh phong, nếu như không phải bởi vì quy tắc hạn chế, hắn đã đột phá chiến hoàng cảnh. Nhị trưởng lão gật đầu. Đáng tiếc U Linh, nếu được bồi dưỡng cũng tuyệt đối là một hạt giống tốt. Đáng tiếc đột phá quá nhanh. Căn cơ tự nhiên không vững chắc như Thiên Tàn. Tứ trưởng lão từ chối cho ý kiến gật đầu. Bắt đầu. Tam trưởng lão hít sâu khẩu khí,
ánh mắt nhìn về phía màn hình phía trên. Cùng lúc đó vị trí số 3 trên sinh tử đấu trường, thanh âm người chủ trì vang lên. Các vị đang xem, trận giao đấu mọi người chờ mong đã lâu rốt cục cũng đến, máu các người có phải đã sôi trào hay không? Hôm nay, Thiên Tàn cùng U Linh, vô luận ai thắng đều có thể tạo ra ghi chép cao nhất mấy năm qua, trăm. Trận, thắng, người chủ trì kéo dài thanh âm, dẫn ra tiếng lòng khán giả, rất nhiều người hận không thể xông lên đem người chủ trì rút gân một trận, tên gia hỏa lằng nhằng này. Biết rõ mọi người chờ không được, bởi vì ta cũng rất chờ mong trận đấu tiếp theo, cho mời đấu sĩ hôm nay của chúng ta ra sân. Người chủ trì một mặt cười bỉ ổi, cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của khán giả, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại ra sân là Thiên Tàn, 1 năm 4 tháng, thắng liên tiếp 99 trận, vốn là mấy năm gần đây kỷ lục cao nhất. Thiên Tàn kiếm đạo, chuyên vì giết người mà sinh, không có bất kỳ cuốn hút, kiếm kiếm chí mạng, 99 trận chiến đấu, không có một người có thể chống đỡ được 10 kiếm của hắn. Người chủ trì hét to điều động khán giả. Hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh áo đen đi tới, Thiên Tàn mang theo một cái mặt nạ màu đen, ống tay áo cánh tay phải vắng vẻ vô cùng, hắn cõng một chuôi đại thiết kiếm, cả người tản mát ra một cỗ uy áp vương giả. Thiên Tàn, Thiên Tàn, hơn 1 năm thời gian, Thiên Tàn đã có vô số người hâm mộ, trong mắt bọn họ, Thiên Tàn hôm nay tất thắng. Kế tiếp, cho mời U Linh, 3 tháng bách thắng, sáng tạo ra ghi chép ly hỏa đế đô sinh tử đấu trường nhanh nhất. Kiếm hắn rất sắc bén, đao rất bá đạo, nắm đấm rất cương mãnh. Hôm nay, hắn có giết chết Thiên Tàn hay không, chiếm lấy xưng hào bách thắng chi vương. Người chủ trì càng nói càng hưng phấn, hắn rất may mắn chủ trì trận đấu này, đây chính là vinh dự rất khó gọi tên. Bên trong đám người chờ mong, Tiêu Phàm chậm rãi đi đến chiến đài, đi lại thập phần trầm ổn, ánh mắt lại chú ý tới nam tử tay cụt nơi xa, Thiên Tàn. Ngay lúc đó, con người Thiên Tàn cũng đồng thời quét tới, lộ ra một loại chiến ý nồng đậm. Hai người cách không tương vọng, hai cỗ khí thế siêu nhiên đã đâm vào cùng một chỗ, tại giữa chiến đài nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo. Hiện tại ta tuyên bố, chiến đấu, bắt đầu. Người chủ trì dùng hết toàn lực quát ầm lên. Oanh, người chủ trì vừa dứt lời, chiến đài kiếm khí phong bạo đột nhiên quét sạch ra, cả tòa chiến đài đều khẽ run lên, sát ý hội tụ, kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, hai người đồng thời động, chỉ thấy hai đạo bóng đen tại hư không va chạm kịch liệt, giống như chớp giật, phần lớn đã bắt không kịp thân ảnh hai người. Kiếm khí thật đáng sợ, cách xa như vậy, ta đều cảm giác da rẻ đau nhói. Đám người trong lòng thất kinh. U Linh cùng Thiên Tàn, hai người đều sử dụng kiếm, hơn nữa, kiếm hai người đều lấy nhanh cùng sắc bén cân nhắc, có thể bách thắng, điều này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thực lực tuyệt đối. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, kiếm khí bành trướng, hai đạo tia chớp màu đen hướng về phía sau thối lui. Sau đó trên không trung, hư không bị tách ra một đạo ba quang, hai người lần nữa đâm vào cùng một chỗ. Xuy xuy tiếng rít truyền ra, thanh âm cũng không lớn lại cực kỳ bén nhọn chói tai, khiến cho người ta trong lòng phát lạnh. Thanh liên vô hoa, Thiên Tàn nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên phía sau lấy ra đại thiết kiếm, hư không đột nhiên rung rung. Chỉ thấy mũi kiếm đại thiết kiếm tách ra một đạo hoa thanh sen giản. Thanh liên kiếm cuồng bạo, từng đạo sóng ánh sáng nhộn nhạo. Sóng nước cho người ta có một loại cảm giác không thể phỏng đoán, nhưng lại cực kỳ nặng nề. Ngay sau đó, thanh liên kiếm cuồng bạo đột nhiên tại hư không nở rộ, đâm vào hai mắt người đều không mở ra được, tiếng hét lớn chói tai càng thêm mãnh liệt. Thiên Tàn thân thể theo vào, nhẹ như yến xẹt qua hư không, lấy thanh liên kiếm mở đường. Thế như trẻ tre. Hồng Trần thiếu, một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, tu la kiếm tại hư không rung động, từng đạo kiếm khí xoay chuyển hiện ra, kiếm khí màu bạc cực kỳ quỷ dị, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Phốc phốc hai loại kiếm khí bất đồng tại hư không va chạm, hư không đều giống như bị xé nứt ra, hai người thân ở bên trong ngàn vạn kiếm khí, lại không hề bị sao cả. Hai người lần thứ nhất chính diện đâm vào cùng một chỗ. Tu la kiếm cùng thiết kiếm màu đen ma sát kịch liệt tạo ra tia lửa điện hoa, nhưng mà sau một khắc lại khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Tiêu Phàm thật giống như bị một đầu man hoang hung thú va chạm, thân thể hóa thành một vệt sáng hung hăng hướng mặt đất rơi xuống. U Linh bị đánh bay. Trên khán đài,
đám người lộ ra vẻ kinh hãi, hai người không phải thế lực ngang nhau sao? U Linh làm sao liền nhanh như vậy rơi xuống thế hạ phong? U Linh vẫn là quá non, hắn chưa từng nhìn qua mấy trận tranh tài của Thiên Tàn, căn bản là không hiểu đối thủ, mà Thiên Tàn khẳng định nhìn qua hắn không ít trận đấu, tự nhiên tùy tiện liền có thể đánh bại hắn. Có người âm thầm lắc đầu, cho rằng trận đấu này, Thiên Tàn đã cầm tới điểm thi đấu, thắng chỉ là vấn đề thời gian. Một kiếm, nhìn trên đài, Lâu Ngạo Thiên một bộ áo bào trắng đột nhiên hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng đã bắt đầu hoài nghi. Bởi vì một kiếm hồng trần sát có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là tốc độ xuất thủ càng nhanh càng thêm lăng lệ mà thôi, kiếm khí kia bên trong cũng ẩn chứa sát ý đáng sợ. Đại ca thực lực lại tăng cường, chiêu Thanh Liên vô hoa lực đạo lại tăng cường chí ít gấp đôi. Phong Lang híp hai mắt, lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân thể ở gần chiến đài, xoay người giữa không trung, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể từ từ bay ra. Lực lượng thật lớn, chuôi hắc thiết kiếm vậy mà so với vô phong còn nặng hơn. Tiêu Phàm híp hai mắt, một kiếm vừa mới kém chút chấn động đến lục phủ ngũ tạng. Phải biết rằng bên trên lực đạo, trừ Bàn Tử, hắn còn chưa bao giờ bại bởi bất luận kẻ nào. Thiên Tàn không nói, lách mình lần nữa xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, giơ kiếm sắt trong tay lên giận bổ xuống, một đạo trường kiếm 10 trượng xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm lăng không né tránh, chân đạp thế vân tung đột nhiên tại chỗ biến mất, nhưng Thiên Tàn lại không dự định buông tha hắn như thế, lần nữa đánh tới. Tốc độ hai người đạt tới cực hạn, trong lòng Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, không muốn bại lộ thân phận thì không thể sử dụng Tu La Tam Kiếm còn có vô tận sát lục, chỉ là như vậy cũng quá bị động rồi. U Linh, có ngon thì đừng chạy, ngươi trốn không thoát. Trên khán đài, rất nhiều tu sĩ bắt đầu la ầm lên, bọn hắn tốn mấy chục vạn hồn thạch không phải vì đến xem U Linh chạy trốn. Trốn sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lật tay một cái, Tu La Kiếm liền nghênh đón. Cử trọng nhược khinh, trong lòng khẽ nói một tiếng, Tiêu Phàm kiếm ảnh va chạm hắc sắc đại thiết kiếm, một đạo kiếm khí lăng lệ phá toái hư không. Bang! Một tiếng nổ vang, chỉ thấy hắc sắc đại thiết kiếm đột nhiên bạo tán mà ra, lộ ra một chuôi thanh sắc trường kiếm, kiếm phong lăng lệ tuyệt thế, trong nháy mắt xuyên thủng cánh tay Tiêu Phàm. Hắc thiết bên ngoài chỉ là ngụy trang, con người Tiêu Phàm khẽ run lên, thực lực Thiên Tàn vượt quá dự liệu của hắn. Vẻn vẹn bảo kiếm phát ra kiếm khí liền xuyên thủng thân thể hắn, nếu như một kiếm đâm xuống há không phải thân thể đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên Tàn rốt cục mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra một loại vô địch tự tin. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hồn lực cuồn cuộn chút vào bên trong Tu La Kiếm, từng đạo hồng quang lấp lóe, giống như máu tươi yêu dị. À, nguyên lai mới vừa rồi còn không phải ranh giới cuối cùng của ngươi, cũng tốt, rất lâu không được gặp kiếm khách cường đại như thế. Ngươi có tư cách để cho ta toàn lực chiến một trận. Thần sắc Thiên Tàn hơi hơi ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được kiếm trong tay Tiêu Phàm bất phàm, vậy mà khiến thanh sắc trường kiếm trong tay hắn rung động một cái. Như ngươi mong muốn, gió đến. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh hắn bắt đầu biến mở đi, cùng bốn phía hư không hòa làm một thể. Mặc dù chỉ là nhị trọng phong thế, nhưng tốc độ lại gia tăng gấp hai. Tu La Kiếm quang mang không ngừng nở rộ, đã không kém gì thanh sắc trường kiếm. Phong thế sao, thần sắc Thiên Tàn thập phần bình tĩnh, thân ảnh hắn cũng biến thành mờ mịt, so sánh với Tiêu Phàm, tốc độ càng tăng tốc nhanh hơn mấy phần. Lại là tam trọng phong thế, đám người kinh hô ra, kể từ đó, U Linh coi như bị áp chế gắt gao, tuyệt không có khả năng là đối thủ Thiên Tàn. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn lĩnh ngộ phong thế cũng đã đạt tới một cái bình cảnh. Cho tới nay còn không có người tốc độ có thể siêu việt hắn, dù là Bạch Vô Thường cũng vẻn vẹn chỉ là tốc độ xuất kiếm nhanh hơn hắn mà thôi. Bây giờ Thiên Tàn vậy mà lĩnh ngộ tam trọng phong thế, Tiêu Phàm cũng vừa vặn đến xác minh tam trọng phong thế đến cùng có khác biệt gì. Thanh Liên diệu thế, Thiên Tàn không chút do dự xuất thủ, một kiếm chỉ hướng Tiêu Phàm, lập tức phía trên, một đạo trùm sáng màu xanh rất nhỏ hiện ra, sau đó lại trong nháy mắt bao phủ, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Cũng không phải là chùm sáng màu xanh chân chính biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, đã đi tới trước mặt Tiêu Phàm.
Khi tới gần Tiêu Phàm, quang thúc kia cấp tốc phóng đại, giống như một đóa thịnh thế thanh liên nở rộ, ngàn vạn kiếm khí từ thanh liên gào thét mà ra. Một tiếng xèo xèo rất nhỏ truyền vào lỗ tai đám người, sau đó tất cả ánh mắt mọi người cùng nhau tụ tập trên người Tiêu Phàm. Thanh sắc kiếm liên phát ra vô tận kiếm khí đã đem Tiêu Phàm bao phủ hoàn toàn, một kiếm này Tiêu Phàm lại có thể ngăn cản như thế nào? Tam trọng phong thế hóa lực cản làm động lực, tốc độ quả nhiên không ngừng gia tăng gấp 2-3 lần. Cũng đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm từ đằng xa vang lên. Cái gì? Đám người nghe thấy thanh âm Tiêu Phàm, theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Cơ hồ không có mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm là như thế nào chạy ra khỏi kiếm khí hải, dạng tốc độ này quá là đáng sợ. Nơi xa trên bầu trời, hồn lực cuồn cuộn quanh thân Tiêu Phàm, lấy một loại tần suất quỷ dị chấn động, hắn không chỉ là cùng phong thế hòa làm một thể. Cho dù là ngược gió, đối với hắn đều sinh ra một loại thôi động, điều này thực quỷ dị, nhưng Tiêu Phàm thực làm được. Tam trọng phong thế, Thiên Tàn hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng khá là không bình tĩnh. Trạng thái Tiêu Phàm giờ phút này có chút không ổn định, rất rõ ràng là vừa mới lĩnh ngộ tam trọng phong thế. Cho dù là hắn cũng vì Tiêu Phàm lĩnh ngộ mà cảm thấy chấn kinh. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi, Thiên Tàn tự nhiên không có bất kỳ e ngại. Thanh Liên Bàn Long, lại một kiếm vung ra, một kiếm này tại hư không hình thành một đạo kiếm ánh sáng to lớn, trực tiếp đem hư không một phân thành hai, màn sáng kia xoay chuyển một trận, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu vòi rồng cự đại. Vòi rồng đem Tiêu Phàm bao khỏa bên trong màn ánh sáng màu xanh. Vô số kiếm khí từ bên trong màn sáng bắn ra, hình thành từng đạo lưới lớn, muốn đem Tiêu Phàm diệt sát tại bên trong kiếm võng. Tuyết Trung Nguyệt, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, đột nhiên giơ Tu La kiếm trong tay lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện tuyết trắng, lấy Tu La kiếm làm trung tâm, không ngừng xoay quanh, ngưng tụ thành một chuôi kiếm mang to lớn. Cách màn kiếm thanh sắc có thể nhìn thấy một đạo loan nguyệt kiếm mang sáng chói trong sáng, tung xuống vạn sợi ngân huy. Đem Tiêu Phàm phụ trợ xung quanh. Phốc phốc phốc, bốn phía kiếm khí bay vụt, kiếm mạc bị xé rách ra, hóa thành từng đạo kiếm khí quét sạch tứ phương, cả tòa chiến đài đều bị tàn phá không chịu nổi. 7 ngày trước, Tiêu Phàm một kiếm chém vỡ chiến đài, sinh tử đấu trường thật vất vả mới có thể chữa trị, nhưng mà hiện tại lại bắt đầu bị phá toái. Không hổ là U Linh, ta biết hắn sẽ không tùy tiện bại như thế. Người theo U Linh lại bắt đầu hoan hô lên. Thanh Liên kiếm quyết, cùng sở hữu cửu thức, đại ca cũng có thể thi triển 7 thức, lúc này mới thức thứ 3 mà thôi. Sắc mặt Phong Lang thập phần khó xử, Thiên Tàn nếu thắng, Tiêu Phàm hẳn là phải chết không nghi ngờ. Không đúng, Tuyết Trung Nguyệt này là một kiếm cuối cùng Tuyết Nguyệt thập tam kiếm của Hoàng thất Tuyết gia, U Linh làm sao biết rõ. Trừ phi, Huyết Yêu nhiều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thật đúng là đừng nói. Trực giác nữ nhân rất khủng bố, trong lòng nàng đã bắt đầu có chút hoài nghi. Không có khả năng, Tiêu Phàm mới đến Ly Hỏa Đế Đô 3 tháng, làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết Yêu Nhiêu lại lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, Tiêu Phàm gia hỏa kia không biết chết đi đâu, chàng tỷ đấu này đều bỏ lỡ, đúng thực sự là tổn thất rất lớn. Cùng Huyết Yêu Nhiêu có ý nghĩ giống thế, còn có Lâu Ngạo Thiên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Lúc này, khóe miệng Lâu Ngạo Thiên hiện lên một vòng tiếu dung, ta liền biết, người không có khả năng yếu như vậy. Thanh Liên Đoạt Châu, Thanh Liên Đế Huyết, Thanh Liên Giả Thiên, phía trên chiến đài, Thiên Tàn liên tục huy kiếm, kiếm khí màu xanh quang hoa bao phủ hoàn toàn chiến đài. Tiêu Phàm thi triển lục phẩm chiến kỹ không ngừng trốn tránh, cho dù như thế, áo bào cũng phá toái không ít, trên người càng là lưu lại từng đạo vết kiếm thật sâu. Đám người xem thấy Tiêu Phàm liên tục bại lui, bất quá, thần sắc Thiên Tàn lại càng ngưng trọng lên, bởi vì mỗi một kiếm Tiêu Phàm đều xảo diệu tránh thoát một kích chí mạng. Điều này tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ có một khả năng, chính là Tiêu Phàm đã nhìn ra sơ hở Thanh Liên kiếm quyết. Nếu như thực sự là như thế, U Linh kia cũng quá đáng sợ rồi. Hay cho một chuôi Thanh Liên kiếm, tốt cho một bộ Thanh Liên kiếm pháp, nếu như ta đoán không sai. Đệ thất kiếm hẳn là hai đóa kiếm liên a. Tiêu Phàm lau máu tươi khóe miệng uốn lên nụ cười quỷ dị. Con người Thiên Tàn co rụt lại, trong lòng hơi hơi rung động một cái, chẳng lẽ hắn thực nhìn ra sơ hở Thanh Liên kiếm quyết.
xem ra ta đoán không sai. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Đoán đúng lại như thế nào, vậy ngươi cũng phải chống đỡ được một kiếm này. Trong giọng nói Thiên Tàn lộ ra một loại sát ý nồng đậm. Song Liên Tịnh Thế, trường kiếm huy động, Thiên Tàn hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Tiêu Phàm, trên thân kiếm tách ra hai đạo lợi mang, chính như Tiêu Phàm nói, hai đạo lợi mang trong nháy mắt biến ảo thành hai đóa kiếm liên. Kiếm liên cuốn lên một trận kiếm khí phong bạo, từ hai phương hướng tấn công về phía Tiêu Phàm. Song Liên Tịnh Thế sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, một kiếm vung ra là hai đạo kiếm khí tại hư không ngưng tụ thành hai đóa huyết sắc kiếm liên, hướng quanh thân bay đi. Ầm ầm, kiếm liên nổ nát vụn hóa thành một trận kiếm khí hải bốc lên, tại bên trong kiếm khí hải, Tiêu Phàm một bộ áo bào đen chậm rãi đi tới, vừa mới một kiếm kia khiến hắn không chút tổn hao nào. Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, người chết sẽ là ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, đi từng bước một hướng tới Thiên Tàn. Thiên Tàn dưới chân một trận rung động, rút lui hai bước, cũng không phải bị kiếm khí Tiêu Phàm chấn nhiếp, mà là kinh ngạc thiên phú Tiêu Phàm, hắn vậy mà thực đoán đúng đệ thất kiếm, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra một kiếm này. Đám người cũng ngây ra như phỗng, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, thanh âm hai người đối thoại không phải rất lớn, nhưng rất nhiều người là nghe được rất rõ. U Linh thật là một yêu nghiệt, vậy mà trong nháy mắt học được kiếm chiêu của Thiên Tàn. Không chỉ là học được, hơn nữa còn suy đoán ra đệ thất kiếm. Đám người trong lòng rung động vô cùng, rất nhiều người không khỏi đứng dậy vì hai người lớn tiếng khen hay. Trong phòng họp, thanh niên áo bào tím cùng tứ đại trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, vì năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Phàm mà cảm thấy chấn kinh, khó trách hắn có thể 3 tháng liền thắng liên tiếp 99 trận. Nguyên bản bọn hắn càng xem trọng Thiên Tàn, nhưng hiện tại trong lòng bọn hắn đã không chắc. Thật sự là Tiêu Phàm cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn. U Linh sẽ không thực sự là Tiêu Phàm chứ? Lúc đầu Tiêu Phàm đối chiến Tuyết Ngọc Long cũng lĩnh ngộ Tuyết Nguyệt Thập Tam Kiếm. Huyết Yêu Nhiêu trong lòng thầm nhủ, lập tức ánh mắt lóe lên, nói có 8 phần có thể là hắn, trên đời không có khả năng đồng thời xuất hiện hai tên yêu nghiệt. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn đi từng bước một hướng tới Thiên Tàn, mỗi một bước khí thế leo lên mấy phần. Vậy cũng chưa chắc, Thiên Tàn con người băng lãnh, rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Hiện tại ta nên xuất thủ, không biết, người đối với chiến kỹ bản thân lại có mấy phần hiểu biết. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó, hư không từng đóa huyết sắc liên hoa nở rộ. Thanh liên vô hoa, thanh liên diệu thế. Song liên tịnh thế, Tiêu Phàm một kiếm vung ra. Hiệu quả kia cùng kiếm chiêu Thiên Tàn vừa mới thi triển cơ hồ giống nhau như đúc, dù là uy năng đều tương xứng. Lần này, đến phiên Thiên Tàn trốn tránh khắp nơi, cũng may thất đại kiếm chiêu này đều là hắn tự mình tu luyện vài năm, biết rõ sơ hở trong đó. Bất quá cho dù như thế, quần áo trên người hắn cũng phá toái không ít, máu tươi vẩy ra. Khi tất cả kiếm khí tiêu tán, thân hình Thiên Tàn hiển lộ mà ra. Kinh hãi nhìn Tiêu Phàm nói, người vậy mà cải tiến thanh liên kiếm quyết. Không tính là cải tiến, chỉ là thấy rõ lộ tuyến vận chuyển hồn lực, hơi cải thiện mà thôi. Tiêu Phàm không phủ định, bất luận chiến kỹ thi triển ra đều sẽ mượn nhờ hồn lực. Cùng ngăn cản công kích chiến kỹ, không bằng trực tiếp công kích nhược điểm đối phương. Tiêu Phàm linh giác cực kỳ nhạy cảm, lúc Thiên Tàn thi triển chiến kỹ, phương hướng hồn lực vận chuyển hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Đây chính là nguyên nhân Tiêu Phàm đối với năng lực lĩnh ngộ chiến kỹ sở dĩ khủng bố như thế. Một kiếm cuối cùng, nếu như ngươi có thể đón lấy, trận chiến này ngươi thắng. Thiên Tàn hít sâu một hơi, hắn không có kêu đánh kêu giết, bởi vì trong lòng hắn, đối thủ U Linh này đáng giá để hắn tôn trọng. Gạch nối, như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm ngừng bước chân, xách ngược lấy Tu La kiếm, áo bào vũ động, tóc đen bay lên, lẳng lặng chờ Thiên Tàn xuất kiếm. Thần sắc Thiên Tàn cứng lại, ngay từ đầu hắn một mặt tự tin, nhưng mà sau khi cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn mới biết Tiêu Phàm đáng sợ đến cỡ nào. Trừ cùng Phong Lang chiến đấu một trận kia, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được không cách nào khống chế được cục diện. Tiêu Phàm mỗi một kiếm nhìn như đơn giản vô thường, bình thường vô cùng, thế nhưng lại đại xảo bất công, hơn nữa mỗi một kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Loại cảm giác này mới là đáng sợ nhất. Trong chiến đấu học tập chiến kỹ của đối thủ,
điểm này càng làm cho Thiên Tàn cảm giác được một loại vô vọng. Loại người này, ai cũng không biết át chủ bài cuối cùng của hắn là gì. Hắn gặp chiêu phá chiêu, tá lực đả lực, người căn bản không biết hắn lúc nào đột nhiên bạo khởi, cũng không biết lúc nào đột nhiên cho ngươi một kích chí mạng. Hơn một năm nay, trong 99 trận chiến đấu Thiên Tàn gặp qua không ít người, có người vừa lên liền diễu võ dương oai, ngang ngược càn rỡ, có người vừa lên liền dương cung bạt kiếm, xuất thủ vô tình, còn có người ra vẻ bình tĩnh nhưng thực lực thường thường. Nhưng, Tiêu Phàm lại cho hắn một loại cảm giác hư vô phiêu miểu, nếu như đem tu sĩ khác so sánh thành con mồi, vậy hắn chính là thợ săn duy nhất, cục diện đã bị hắn khống chế trong tay. Tu luyện lâu như vậy đến nay còn chưa bao có người cho hắn loại cảm giác chấn động đến linh hồn như thế, Tiêu Phàm chính là người đầu tiên. Thiên Tàn hít sâu một hơi, chỉ một thoáng, đỉnh đầu hắn hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, một chuôi thanh sắc trường kiếm to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, hồn lực quay cuồng giống như một đóa thanh liên đang nở rộ. Lấy Thiên Tàn làm trung tâm, từng đợt gợn sóng màu xanh khuếch tán ra. Áo bào cổ động, tay áo bay múa trong hư không, khí thế không ngừng tăng lên. Một màn này làm đám người có loại ảo giác Thiên Tàn chính là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, chỉ là không có ra khỏi vỏ mà thôi. Hiện tại, hắn đang chuẩn bị phóng thích bản thân. Phàm là người quan sát Thiên Tàn chiến đấu, còn chưa bao giờ có người thấy hắn thi triển qua lực lượng chiến hồn, hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy. Bởi vì đối thủ đối diện Thiên Tàn đủ mạnh, bát phẩm chiến hồn thanh liên kiếm. Khó trách hắn cường đại như thế, kiếm quyết căn bản là vì hắn chế tạo riêng. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương tới cực điểm. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay thấm ra từng tia mồ hôi, bọn hắn tựa như chính mình đang lâm kỳ cảnh. Cũng có người thay Tiêu Phàm lau một vệt mồ hôi lạnh, một kiếm này vẻn vẹn khí thế liền cuồn cuộn khiếp người như thế. Sau khi một kiếm vung ra, phía dưới chiến hoàng có ai có thể ngăn cản được. Cảm nhận được cỗ khí thế kia, Tiêu Phàm cau mày một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ thôi động hắn, khiến bộ mặt hắn có chút vặn vẹo. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm động, toàn thân tỏa ra một loại năng lượng huyền diệu ba động, một cỗ khí tức tử vong hủy diệt quét sạch giữa thiên địa. Phía trên chiến đài, thiên địa một mảnh tiêu sát. Thiên địa hữu khuyết, bất luận kiếm chiêu gì đều có khuyết điểm. Một kiếm ta đây tên là Thiên Tàn địa khuyết. Thiên Tàn chậm rãi nâng kiếm trong tay, một chút thanh sắc quang mang từ mũi kiếm chiếu xạ. Thanh sắc quang mang càng lúc càng lớn, ngưng tụ thành một vòng xoáy kiếm khí thật lớn, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, cũng bao gồm bản thân hắn. Vòng xoáy càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem cả tòa chiến đài bao phủ trong đó, đám người trên khán đài đã không thấy rõ sự việc bên trong. Phốc phốc. Rất nhiều người dùng hồn lực dò xét cũng bị một cỗ kiếm khí sắc bén xoắn nát, tự thân còn nhận phản phệ, không ngừng ho ra máu. Đại ca, công tử, Phong Lang đứng dậy, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, một cỗ lệ khí ngập trời kém chút bạo phát đi ra, lại bị hắn ép xuống dưới. Kèn két, chiến đài vỡ nát, loạn thạch bay tứ tung hướng trên khán đài kích xạ đi. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở biên giới chiến đài, lấy tay vung lên. Từng đạo hồng mang phóng lên tận trời, đem chiến đài cùng thính phòng ngăn cách. Khán giả bị dọa ra chảy ra mồ hôi lạnh, kém chút ngồi sập xuống đất. Bên trong vòng xoáy màu xanh, Tiêu Phàm cùng Thiên Tàn cách không tương vọng, bên trong không trung vô số thanh liên nở rộ, một đóa, hai đóa, ba đóa. Thanh liên càng ngày càng nhiều, hướng bốn phía nghiền ép Tiêu Phàm. Hồn lực Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, hư không cơ hồ bị vô số kiếm liên bao phủ. Lấy nhãn lực hắn tự nhiên nhìn ra mấy đường có thể chạy trốn. Nhưng mấy đường chạy trốn này lại cho hắn một loại cảm giác càng thêm nguy hiểm. Một khi tiến vào bên trong, nghênh đón hắn tuyệt đối chỉ có tử vong. Hay cho một chiêu Thiên Tàn địa khuyết, nhìn bề ngoài đâu đâu cũng có sơ hở, nhưng bên trong sơ hở khắp nơi đều là hung hiểm. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, hắn cảm nhận thật sâu được một kiếm đáng sợ này. Thiên Tàn nhìn rất thấu. Bất luận chiến kỹ gì đều cũng sẽ có sơ hở, nhưng nếu đem những sơ hở này lợi dụng, ứng phó địch nhân càng thêm dễ dàng. Cái này đúng loại cảm giác gậy ông đập lưng ông, bởi vì vô số kiếm liên cũng không phải người bình thường có thể ngăn trở, một khi bị kiếm liên bao phủ tuyệt đối sẽ bị xé thành cặn bã. Cho nên phần lớn người đều sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng họ lại không biết những sơ hở kia là Thiên Tàn cố ý bạo lộ ra. Hắn không sợ ngươi chạy trốn.
chỉ sợ ngươi không trốn. May mắn Tiêu Phàm lĩnh ngộ được sát ý, những thanh sắc kiếm liên đó tạm thời không áp chế được thân thể hắn, nhưng chỉ như thế cũng không phải biện pháp. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi nâng tu la kiếm trong tay lên, triệt hồi sát khí bốn phía, toàn bộ ngưng tụ trên tu la kiếm. Tu la kiếm rung động kịch liệt, sát khí bàng bạc phát ra quang mang hừng hực, một cỗ khí tức hủy diệt tử vong khắc nghiệt tràn ngập tỏa ra. Tiêu Phàm tóc dài phiêu động, bốn phía vô số kiếm liên trên người hắn nổ tung, kiếm khí cắt vỡ thân thể hắn, bất quá con người hắn thanh minh vô cùng, có cũng chỉ là một cỗ sát ý lạnh như băng. Diệt, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất, hư không bị vô số thanh sắc kiếm liên chôn vùi, lúc Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa đã đi tới trước người Thiên Tàn. Tu la kiếm từ phía sau nhô ra, một kiếm xuyên qua lồng ngực Thiên Tàn. Ánh mắt Thiên Tàn lộ ra vẻ kinh hãi, cúi đầu nhìn ngực bị một kiếm xuyên qua, run giọng nói, đây là kiếm chiêu gì? Vô tình nhất kiếm, con người Tiêu Phàm băng lãnh tới cực điểm, loại lạnh này khiến Thiên Tàn đều phát run. Một kiếm này Tiêu Phàm đem tất cả phòng ngự biến thành công kích, bản thân hắn giờ phút này cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người đã trở thành huyết nhân, toàn thân trên dưới nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Hay cho một chiêu vô tình nhất kiếm. Đối với bản thân vô tình, đối với địch nhân càng thêm vô tình. Thiên Tàn cười khổ một tiếng, trường kiếm tay trái chuẩn bị huy động, cuối cùng vẫn hạ xuống. Thân thể hắn rung động, bởi vì trong tay Tiêu Phàm xuất hiện nửa khối huyết sắc ngọc bội, một cỗ sát khí ngút trời lần nữa bộc phát ra, trường kiếm trong tay rơi vào cổ Tiêu Phàm. Phong lang không chết, Tiêu Phàm thản nhiên nói, không có mảy may e ngại, bất quá trong lòng hắn cũng khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì hắn không muốn giết chết Thiên Tàn, nhưng Thiên Tàn chưa hẳn sẽ không giết chết hắn. Thanh sắc kiếm cuối cùng vẫn dừng lại, không có tiếp tục chạm xuống, con người Thiên Tàn rung động, vằn vện tia máu, hắn thực còn sống. Sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. Thiên Tàn cười ha ha một tiếng, cười có chút buồn bã, trong tay buông trường kiếm ra, hướng về hư không rơi xuống, bất quá lại bị Tiêu Phàm lấy tay bắt lấy, thu nhập vào bên trong hồn giới. Nếu ngươi muốn gặp hắn, hiện tại phải chết một lần. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia tàn nhẫn, trong tay hắn đột nhiên thêm ra ba cây ngân châm dài, lấy tay đánh vào bên trong người Thiên Tàn. Thiên Tàn phun ra mấy ngụm máu tươi liền không bất động không có âm thanh. Gạch nối, đến cùng người nào thắng, tu sĩ trên khán đài nóng vội, không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên chiến đài, không, nói cho đúng là chiến đài trên không trung. Bởi vì giờ phút này chiến đài đã bị hủy diệt sạch. Trong vòng 7 ngày, sinh tử chiến đài liên tục bị hủy 2 lần, đây là sự tình chưa bao giờ có. Siêu siêu, đúng lúc này, vòng xoáy kiếm khí to lớn trong hư không biến mất, vô số kiếm khí màu xanh bắn về 4 phương 8 hướng. Nếu như không phải sinh tử đấu trường bị người ngăn trở, đoán chừng sẽ không ít người tai bay vạ gió mà chết. Sau một lát, hư không bình tĩnh lại. Hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trong chớp nhoáng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, Tiêu Phàm máu me khắp người, bước chân có chút phù phiếm, một chuôi huyết kiếm trong tay xuyên qua lồng ngực Thiên Tàn, máu tươi rơi xuống. Phốc, thân sắc Tiêu Phàm cứng lại, rút tu la kiếm ra, mang theo thi thể Thiên Tàn rơi vào một khối trụ đá. Thiên Tàn chết, đám người tê cả ra đầu, một màn này khiến bọn hắn quá rung động, trước đó Thiên Tàn một mực áp chế giờ lại bị U Linh giết chết. Mọi người cảm giác tất cả những thứ này quá mộng ảo, chết nếu là U Linh bọn hắn sẽ không rung động như thế, dù sao thực lực U Linh chỉ là chiến vương hậu kỳ. Mà Thiên Tàn lại là chiến vương đỉnh phong, Bách Thắng Chi Vương, lại một Bách Thắng Chi Vương được sinh ra. Điều này có phải thực hay không, đánh ta một bàn tay thử xem. Ba, con mẹ nó ngươi làm gì ra tay nặng như vậy? Đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trong lòng lóe qua một loại rung động không hiểu. Đại ca, thần sắc Phong Lang khẩn trương tới cực điểm, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không để cho Thiên Tàn chết, nhưng vạn nhất giết lầm thì sao? Hít sâu một hơi, Phong Lang lặng yên rời khỏi chỗ đám người. Không đúng, Tiêu Phàm hẳn không có lợi hại như vậy, người này rốt cuộc là ai? Huyết Yêu nhiều híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Kiếm ta còn có thể càng sắc bén hơn. Trong lòng Lâu Ngạo Thiên trầm ngâm, đứng dậy,
hướng bên ngoài rời đi. Trong phòng họp, ánh mắt tứ đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, sau nửa ngày, nhị trưởng lão run giọng nói, U Linh vậy mà thắng. Giết chết thiên tàn, đều thấy rồi, chúng ta cũng không phải bị mù. Đại trưởng lão ngũ vị tạp trần, hắn một mực kéo dài thời gian không cho thiên tàn tiến hành trận thứ 100, nào sẽ nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại tiện nghi cho U Linh. Ai, tam trưởng lão thở dài một hơi, vô luận là U Linh hay là thiên tàn chết, đối với hắn mà nói đều là tổn thất rất lớn. Tam trưởng lão, chúc mừng, còn không mau mời U Linh đến. Tứ trưởng lão cười nói. Được. Tam trưởng lão gật đầu, đứng dậy hướng về sinh tử đấu trường đi đến. Bên trên sinh tử chiến đài, Tiêu Phàm mang theo thi thể thiên tàn rời đi, nữ thị giả Tiểu Linh vội vàng chào đón. Thi thể người chết xử trí như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đem thi thể thiên tàn để dưới đất, hắn không có khả năng ngay trước mặt nhiều người như vậy mang đi thi thể thiên tàn, đến thời điểm đó sinh tử đấu trường nhất định sẽ hoài nghi. Sẽ có người chuyên môn xử lý. Tiểu Linh nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Phàm, giờ phút này sát khí trên người Tiêu Phàm phát ra khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Ta hy vọng sẽ hậu táng cho hắn. Âm thanh Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ ra kế hoạch nhiều như vậy, cuối cùng nếu là đem thi thể thiên tàn tách rời, vậy hắn coi như khó trừ tội lỗi. U Linh tiên sinh yên tâm, sinh tử đấu trường sẽ không ngược đãi một người chết. Tiểu Linh gật đầu nói. U Linh, đi theo ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, là tam trưởng lão đi đến. Đem đồ vật đến cho ta. Tiêu Phàm cau mày một cái, ngược lại nhìn Tiểu Linh nói, trực tiếp coi thường tam trưởng lão, hắn rất khó chịu ngữ khí tam trưởng lão. U Linh tiên sinh, vị này là tam trưởng lão sẽ mang ngài đi lãnh thưởng. Tiểu Linh vội vàng giải thích nói, Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng trước mặt tam trưởng lão lại không phải là gì. Đã từng có một chiến vương đỉnh phong bởi vì đắc tội tam trưởng lão, trực tiếp bị tam trưởng lão diệt, từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám khinh thường thực lực mấy đại trưởng lão tại sinh tử đấu trường. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí cũng nên, đi thôi. Khiến Tiểu Linh rất ngạc nhiên là tam trưởng lão không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười nói, đi theo ta. Tiêu Phàm do dự một cái, dư quang quét thi thể thiên tàn, liền cùng đi theo. Xuyên qua hành lang, tam trưởng lão đem Tiêu Phàm đưa đến phòng họp, thanh niên áo bào tím cùng ba trưởng lão lập tức quay người lại. Bất quá, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi trên người thanh niên áo bào tím, người này tuổi không lớn lắm, nhưng khiến Tiêu Phàm căn bản nhìn không thấu, giống như một mảnh biển cả thâm thúy. Chiến Hoàng, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, hắn gặp qua Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh Cuồng, nhưng mà hắn cảm giác trước mặt thanh niên áo bào tím đều không đủ nhìn. Các ngươi ra ngoài đi. Thanh niên áo bào tím thản nhiên nói. Trưởng lão cực kỳ cung kính gật gật đầu, quay người rời đi. Đại trưởng lão dư quang quét mắt một vòng hiện ra một tia lãnh quang. Ngồi đi. Tứ đại trưởng lão rời đi, thanh niên áo bào tím thản nhiên nói. Cho ta đồ vật, cái khác ta đều không hứng thú. Tiêu Phàm mị mị ánh mắt. Ngươi cảm thấy ngươi nên có cái gì? Thanh niên áo bào tím cười cười. Một cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác thân thể lâm vào một mảnh bùn trạch không thể động đậy. Tâm thần dẫn ra U Linh chiến hồn, cỗ khí thế kia lặng yên biến mất. Lấy thế đè người sao? Tha thứ ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Con người Tiêu Phàm cũng biến thành u lãnh, quay người liền hướng ngoài cửa phòng đi. Ngươi không muốn nhập trường khoán. Thanh niên áo bào tím hơi cau mày một cái. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà kiêu ngạo như vậy, chưa gì đã xoay người rời đi. Hiện tại ngươi không cho ta, một ngày nào đó ta sẽ tự mình tới lấy. Mặc dù nhập trường khoán hắn rất muốn, nhưng đối phương không muốn cho, hơn nữa thực lực cường đại, hắn cũng không thể làm gì. Nói đùa mà thôi. Thanh niên áo bào tím đột nhiên xuất hiện ở phía trước Tiêu Phàm, duỗi ra một tay nói, huyết vô tuyệt. Huyết vô tuyệt, trong lòng Tiêu Phàm hơi động một chút. Kém chút lên tiếng kinh hô, cuối cùng vẫn duỗi ra một tay. Thế nào, người nghe nói qua tên của ta? Huyết vô tuyệt nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Huyết vô tuyệt, huyết yêu nhiêu không phải đã từng nói qua ca ca của nàng gọi là huyết vô tuyệt sao? Chẳng lẽ chính là tên này?
Cẩn thận dò xét Huyết Vô Tuyệt, Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện, Huyết Vô Tuyệt cùng Huyết Yêu Nhiêu có chút rất giống, trong lòng hắn cũng có đáp án. Huyết Vô Tuyệt cũng không thèm để ý, ngồi trên ghế, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ, tiện tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài màu đỏ, quét mắt một vòng lại phát hiện chính diện khắc hai chữ sát phương, mặt sau lại là một chút đường vân quỷ dị. Đây là sát phương thí luyện nhập trường khoán, người hẳn nghe nói qua sát phương thí luyện rồi chứ. Huyết Vô Tuyệt thản nhiên nói, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, lại nói, nếu đã biết, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, còn 8 tháng, đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta, ta sẽ dẫn ngươi đi. Ta mình ngươi, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi, còn có ta. Huyết Vô Tuyệt chỉ Tiêu Phàm, lại chỉ bản thân, mặt khác, thất phẩm chiến kỹ cùng thất phẩm hồn binh, thất phẩm đan dược cùng thất phẩm công pháp, ngươi cần gì? Thất phẩm công pháp và thất phẩm chiến kỹ. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, thất phẩm đan dược hắn không thiếu, mình hắn có thể luyện chế. Thất phẩm hồn binh có tu la kiếm cùng đồ lục đao, cái khác hắn cũng chướng mắt. Nơi này là hơn 2.000 vạn thượng phẩm hồn thạch, ban thưởng cùng tiền đặt cược thắng của ngươi đều ở bên trong. Huyết Vô Tuyệt gật đầu, tiện tay vung ra một mai hồn giới. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, hơi gật đầu nói cáo từ. Nhìn Tiêu Phàm biến mất, Huyết Vô Tuyệt nghiền ngẫm cười nói, đúng thật là một người thú vị. Gạch nối, Tiêu Phàm rời phòng hội nghị liền chuẩn bị rời sinh tử đấu trường, thiên tàn sinh tử chưa biết, hắn nhất định phải lập tức trở về biệt viện, Phong Lang có lẽ đã tìm thấy thi thể thiên tàn. Nhưng mà vừa ra cửa liền bị tứ đại trưởng lão ngăn ở ngoài cửa. U Linh, Ninh gia đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Không biết, Tiêu Phàm thản nhiên nói, cái gì đại trưởng lão? Nhốt lão tử giống như lão tử còn được quỳ xuống tới cầu ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói, ngươi đừng coi là thu hoạch được 100 trận thắng liên tiếp liền không coi ai ra gì, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật chính sao? Ta có phải nhân vật gì hay không thì có liên quan gì tới ngươi, không có việc gì thì tránh ra, đừng lãng phí thời gian của ta. Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới nói. Ngược lại cũng không phải bởi vì hắn thắng liên tiếp 100 trận như thế nào, mà là hắn từ trong giọng nói Huyết Vô Tuyệt cảm nhận được, sát phương thí luyện cần hắn làm cái gì, những người này nhất định không dám động vào hắn. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, sinh tử đấu trường lại là địa bàn của Huyết Lâu. Nhìn thấy mặt đại trưởng lão tái nhợt, Tiêu Phàm biết bản thân đã cực đúng, đại trưởng lão mặc dù phẫn nộ nhưng không dám xuất thủ. Đại trưởng lão rất rõ. U Linh là người Huyết Vô Tuyệt coi trọng, trừ phi hắn muốn chết, bằng không hắn tuyệt đối không dám xúc phạm lửa giận Huyết Vô Tuyệt. U Linh, ta là tam trưởng lão sinh tử đấu trường, ngươi chuẩn bị rời đi hay tính như thế nào? Nếu là rời đi thì ta mang ngươi đi, bên ngoài đoán chừng đã sớm bị vây chật cứng cả rồi. Tam trưởng lão cười nói. Vậy liền phiền phức ngài rồi. Tiêu Phàm gật đầu, ấn tượng đối với tam trưởng lão so với đại trưởng lão tốt hơn không ít. Không ngại, ta còn phải cảm tạ ngươi có thể thắng liên tiếp 100 trận. Tam trưởng lão lắc đầu cười nói, Tiêu Phàm thắng lợi cũng đại biểu cho hắn có một lần kỳ ngộ, tự nhiên cảm kích Tiêu Phàm. Nếu như ngày nào đó Tiêu Phàm trưởng thành, tuyệt đối là tồn tại hắn đều phải ngưỡng vọng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hơn xa so với dệt hoa trên gấm, tam trưởng lão rất rõ ràng điểm này. Tiêu Phàm theo tam trưởng lão rời đi, trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia băng lãnh. Thế nhưng là không thể làm gì. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một đạo thân ảnh, là Huyết Yêu Nhiêu một bộ hỏa hồng y, nàng nhìn thật sâu bóng lưng Tiêu Phàm, trong mắt xuất hiện một tia khẳng định. Gặp qua đại tiểu thư. Nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu đến, đại trưởng lão vội vàng thi lễ nói. Huyết Minh, người tốt nhất đừng đánh chủ ý lên U Linh, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Hừ lạnh một tiếng liền đi vào phòng hội nghị. Đại trưởng lão Huyết Minh toàn thân run run, một cỗ cảm giác băng lãnh từ trong lòng dâng lên, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cũng kinh hãi không hiểu. Chẳng lẽ U Linh này địa vị rất lớn hay sao? Thậm chí ngay cả Huyết Yêu Nhiêu đều muốn bảo vệ hắn. Nghĩ vậy, đại trưởng lão Huyết Minh vội vàng ma diệt ý nghĩ trong lòng, chí ít, mặt ngoài không còn dám đối Tiêu Phàm như thế nào,
về phần vụng trộm hay không cũng chỉ có bản thân hắn biết rõ. Nhất định phải đi điều tra thêm thân phận U Linh, có thể được Huyết Yêu Nhiêu coi trọng, khẳng định không đơn giản. Trong lòng Huyết Minh nghĩ thầm, dưới sự hộ tống của Tam Trưởng Lão, Tiêu Phàm lặng yên không một tiếng động rời sinh tử đấu trường, đối với Tam Trưởng Lão mà nói, ai là U Linh cũng không trọng yếu là U Linh tạo ra truyền kỳ trăm trận thắng liên tiếp. Đến bước này, chỉ cần ta không bại lộ thân phận thì sẽ không có ai biết thân phận U Linh này. Tìm tới một đầu ngõ nhỏ vắng vẻ, Tiêu Phàm đổi một thân trang phục, không lo được thương thế trên người, liền hướng về chỗ ở. Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, Tiểu Kim lập tức nhào lên, nhẹ giọng gầm nhẹ. Một bước xa, Tiêu Phàm liền xông vào trong phòng, lập tức nhìn thấy một bộ thân thể máu me đầm đìa nằm ở trên giường, Phong Lang quỳ gối một bên, hai mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu. Công tử, van cầu ngươi mau cứu đại ca, nhất định phải cứu sống hắn. Phong Lang lộn nhào hướng về dưới chân Tiêu Phàm nhào tới. Tỉnh lại, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, hồn lực cuồn cuộn hướng Phong Lang phóng đi. Phong Lang lập tức giật mình, tỉnh táo lại. Công tử, đại ca hắn, sắc mặt Phong Lang khó coi nhìn Tiêu Phàm, vừa nhìn về phía Thiên Tàn, giờ phút này Thiên Tàn sớm đã không có bất kỳ hô hấp gì. Nếu là đổi lại những người khác, Phong Lang tuyệt đối sẽ cho là hắn đã chết chắc. Nhưng Tiêu Phàm đã từng nói qua, nếu như hắn thắng, Thiên Tàn sẽ không chết. Những ngày qua, Phong Lang đối với Tiêu Phàm đã có một loại tín nhiệm từ đáy lòng. Khiến chiến hồn biến dị, 3 tháng trăm trận thắng liên tiếp, đây đều là kỳ tích của Tiêu Phàm, hơn nữa Tiêu Phàm là một thất phẩm luyện dược sư. Nếu là bình thường, Phong Lang khẳng định sẽ không cho là những hào quang này cùng tụ tập tụ ở cùng một người, nhưng sau khi thấy sự yêu nghiệt của Tiêu Phàm, hắn đã cho rằng Tiêu Phàm không việc nào không làm được. Ta không cho hắn chết, hắn muốn chết cũng chết không được. Trong con người Tiêu Phàm lóe qua một vẻ kiên định. Thế nhưng, không có cái gì không thể, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn còn bình thường sao? Tiêu Phàm cắt ngang lời nói Phong Lang. Phong Lang vội vàng đi qua nắm lấy cánh tay Thiên Tàn, quả nhiên như Tiêu Phàm nói, cánh tay Thiên Tàn còn ấm. Cách thời điểm tử vong đến hiện tại đã được một khoảng thời gian, nếu quả thật là chết thì thi thể đã băng lãnh rồi. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh Thiên Tàn. Bàn tay dán trên ngực Thiên Tàn, từng tia năng lượng màu trắng ba động mãnh liệt tại lòng bàn tay Tiêu Phàm cuộn trào ra. Bởi vì dính sát thân thể Thiên Tàn, dù là Phong Lang quỳ trên mặt đất cũng không nhìn thấy. Vết thương lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ khôi phục, thời gian nửa chén trà nhỏ, lục phủ ngũ tạng tổn hại và hồn hải cũng được Tiêu Phàm hoàn toàn chữa trị. Nếu như không phải huynh đệ Phong Lang, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng sử dụng lực lượng bạch thạch. Dù là cứu chữa Sở Khinh Cuồng hay Hướng Vinh, Tiêu Phàm cũng không có làm như vậy. Bởi vì đây là bí mật lớn nhất, càng ít người biết càng tốt. Đột nhiên hồn lực Tiêu Phàm tụ tập trong bàn tay, một chưởng hướng về ngực Thiên Tàn vỗ tới. Ba cây châm dài trong người Thiên Tàn bị chấn nát, một cỗ sinh cơ bàng bạc xông thẳng tứ chi bách hải tản ra. Ba cây châm dài là Tiêu Phàm cố ý dùng tử đan tham làm ra. Dược tính ẩn chứa trong tử đan tham có thể giữ được sinh cơ của Thiên Tàn, hơn nữa người khác cho dù muốn điều tra cũng không tra được. Khụ khụ, trong miệng Thiên Tàn phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó tham lam hít thở, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đại ca, Phong Lang kêu to, trong mắt nước mắt cũng nhìn không được nữa tràn mi mà ra. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ động tình. Nguyên bản huynh đệ hai người coi là không ngày gặp lại. Không nghĩ tới còn có thể còn sống nhìn thấy đối phương, việc này khiến Phong Lang làm sao không kích động. Nhị đệ, ta còn sống, Thiên Tàn hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh nghi nhìn Phong Lang, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm, ngươi là U Linh. Tiêu Phàm mỉm cười, trong bàn tay thêm ra nửa khối huyết sắc ngọc bội, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Phong Lang. Đại ca, là công tử cứu ta. Phong Lang trong nháy mắt lau khô nước mắt, bình tĩnh suy nghĩ. Công tử, Thiên Tàn nghe vậy sắc mặt bỗng trầm xuống, tên kia cao lắm chỉ có hơn 17 tuổi, nhưng khuôn mặt cực kỳ cương nghị, con người u sâm dãi dầu xương gió dường như nhìn thấu hồng trần. Khuôn mặt này, ánh mắt này căn bản không nên xuất hiện ở trên người một thanh niên mới 17, 18 tuổi. Hắn buộc ngươi thần phục hắn, tộc ta chưa từng thần phục người khác bao giờ.
Thiên Tàn lạnh như băng nói. Không phải, là ta tự nguyện. Phong Lang cúi đầu, đầu tiên là lóe qua một tia xấu hổ, nhưng vô cùng kiên định. Tự nguyện, Thiên Tàn kinh ngạc nhìn Phong Lang, đừng nhìn Phong Lang bình thường lấy đại ca hắn làm chủ, nhưng Phong Lang ngông nghênh không thua hắn, có thể làm cho Phong Lang tin phục, khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, Phong Lang làm người cố chấp vô cùng, sự tình đã quyết định, ai cũng cải biến không được. Con người Thiên Tàn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn thực sự nhìn không thấu, thiếu niên trắng nõn này trừ thực lực cường đại, trên người có cái gì kỳ lạ đây? Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn chưa bao giờ muốn Phong Lang làm thủ hạ mình, cho tới nay, hắn đều coi Phong Lang là huynh đệ mình, chỉ là Phong Lang một mực duy trì tư thái cấp dưới. Đúng rồi, Phong Lang hít sâu khẩu khí nói, nếu như không phải công tử, ta hiện tại chỉ là một tên phế nhân. Chiến hồn, hồn hải đều là hắn chữa tốt, còn có chân ta cũng là do công tử chữa. Ta trước kia không biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thực lực công tử đã không kém gì hai ta, hơn nữa hắn là một thất phẩm luyện dược sư, chúng ta ở trước mặt công tử có đáng giá gì kiêu ngạo. Đại ca, người đã từng dạy ta làm người phải hiểu được có ơn tất báo. Ta không cảm thấy ta có thể dùng cái gì báo ân công tử, chỉ có thực lực coi như tạm được, cho nên ta quyết định ở bên cạnh công tử. Nếu như đại ca không muốn ta làm như thế, ta có thể đáp ứng đại ca, bất quá ngươi nhìn thấy, chỉ có thi thể huynh đệ ngươi. Phong Lang đứng dậy một hơi nói xong, con ngươi kiên định tới cực điểm. Nghe thấy Phong Lang nói, toàn thân Thiên Tàn run rẩy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Tiêu Phàm lại là thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như thế, hơn nữa chiến hồn cùng hồn hải đều có thể chữa được. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là thái độ Phong Lang. Vậy mà dùng tính mạng mình để giữ gìn Tiêu Phàm. Nhị đệ, chân ngươi thật sự khỏi rồi. Thiên Tàn bình phục nỗi lòng, nhìn Phong Lang nói. Điều này còn có thể là giả ư. Trên mặt Phong Lang rốt cục lộ ra nụ cười, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tay Thiên Tàn, sắc mặt lại trở nên âm trầm đáng sợ. Sau đó, Phong Lang quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói, công tử, có sự tình ta quên nói cho ngươi. Chân ta cùng tay đại ca đều do người Ninh gia tạo thành. Thù này không báo không phải quân tử. Nói đến đây, trên người Phong Lang bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời. Ninh gia sao, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đây chính là một trong tam đại gia tộc à. Nếu để cho người nhà họ Ninh nhận ra Phong Lang cùng Thiên Tàn, sự tình nhất định sẽ rất phiền phức. Ngươi nếu sợ hãi, chúng ta có thể rời đi. Thiên Tàn trầm giọng nói. Sợ, Tiêu Phàm cười cười, nói, Ninh gia tuy mạnh. Nhưng còn chưa tới để cho ta sợ hãi. Huống chi, ta cùng Ninh gia cũng có một chút cừu hận, chỉ là Ninh gia tạm thời còn không có tìm tới ta mà thôi. Tiêu Phàm nhớ tới hắn vì cứu tỷ đệ Đoạn Tinh Nguyệt mà giết chết Vạn Thiên Kiệt. Vạn gia có người làm con rể Ninh gia, nếu như lúc này Ninh gia tra được, rất dễ dàng tra được Tiêu Phàm. Dù sao, trên đời không có gió không lọt tường, Tiêu Phàm sớm đã làm chuyện tốt xấu, hắn nhất định phải lập tức mạnh lên. Thiên Tàn cùng Phong Lang kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm cùng Ninh gia cũng có thù. Các ngươi có thể yên tâm lưu ở chỗ này. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Ngươi thật không sợ, Thiên Tàn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi cảm thấy ta giống như đang sợ sao? Tiêu Phàm cười cười. Ân cứu mạng Thiên Tàn không thể báo đáp, nếu huynh đệ của ta tin tưởng ngươi, ta. Thiên Tàn thật sâu nhìn Tiêu Phàm, nói đến đây. Đột nhiên quỳ một chân trên đất nói, ta tin tưởng huynh đệ ta, Thiên Tàn, gặp qua công tử. Thiên Tàn vừa quỳ khiến Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, vội vàng đỡ Thiên Tàn dậy nói, ngươi là huynh đệ Phong Lang, tự nhiên cũng là huynh đệ Tiêu Phàm, không cần như thế. Nhưng vô luận Tiêu Phàm dùng lực như thế nào, Thiên Tàn cũng không nhúc nhích. Công tử, người đáp ứng lưu lại đại ca đi, bằng không đại ca sẽ không đứng dậy. Phong Lang khẩn thiết nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thật lâu không nói, lúc sau mới nói, được. Đa tạ công tử, Thiên Tàn đứng dậy. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Thiên Tàn mặc dù nói là thần phục, nhưng chính như hắn nói, hắn tin tưởng chỉ là huynh đệ Phong Lang mà không phải Tiêu Phàm. Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, ở lại đây hảo hảo dưỡng thương. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói, trong bàn tay xuất hiện một chuôi thanh sắc trường kiếm, chính là thanh liên kiếm của Thiên Tàn. Đa tạ công tử, tiếp nhận thanh liên kiếm,
trong mắt Thiên Tàn lóe lên một tia kích động, tựa như vuốt ve nữ nhân mình yêu. Tiêu Phàm vừa mới trở lại biệt viện, Huyết Yêu Nhiêu cùng Tần Mộng Điệp hai nữ nhân tìm tới. Tiêu Phàm, người trước đó đi đâu, chúng ta một mực không thấy được ngươi. Tần Mộng Điệp như một oán phụ, giận dữ nhìn Tiêu Phàm. Có chút chuyện đi trước. Tiêu Phàm lãnh đạm, nhún vai nói, hắn đối với Tần Mộng Điệp cùng Huyết Yêu Nhiêu không có tình cảm gì đặc thù, không muốn lãng phí thời gian. Có đúng không? Huyết Yêu Nhiêu cười đến nhánh hoa cũng run rẩy, đi đến bên tai Tiêu Phàm, nhẹ giọng nói, điện chủ đại nhân thực sự là lợi hại, vậy mà trong vòng 3 tháng tạo ra một cái kỳ tích. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc nhìn Huyết Yêu Nhiêu nói. Trong lòng hắn thì kinh ngạc không thôi, trực giác nữ nhân này quá là đáng sợ, bản thân ẩn tàng tốt vậy mà để cho nàng nhìn ra. Ngươi không thừa nhận không quan trọng, dù sao ta đã nhận định ra ngươi. Huyết Yêu Nhiêu khanh khách cười khẽ, phong tình vạn trùng. Ngươi cũng đừng nhận định ta không có gì tốt. Ta hiện tại làm ra tất cả những thứ này chỉ vì muốn giúp nữ nhân ta yêu mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn không phải một người không hiểu tình thú, nhưng hắn càng không phải một tên hoa tâm củ cải lớn, tâm hắn đã sớm bị tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ lấp đầy, rốt cuộc dung không được những người khác. Ánh mắt hai người Huyết Yêu Nhiêu và Tần Mộng Điệp đều là vẻ mất mát, bọn họ cũng đã được nghe nói sự tình Tiêu Phàm, nhưng nghe được Tiêu Phàm chính miệng nói ra lại là một phen tư vị khác. Tiêu Phàm ca ca, ta không muốn xa người ngàn dặm đâu. Huyết Yêu Nhiêu khẽ cười nói. Nếu không có chuyện gì nói, ta đi trước. Tiêu Phàm để lại một câu nói, quay người hướng lầu các đi. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới một sự tình, chính là thanh sắc thạch sư thời gian trước đó vẫn còn chưa có hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp rời đi, Huyết Yêu Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, Tần Mộng Điệp tức giận thẳng dậm chân, ngực chập trùng lên xuống. Tiêu Phàm đem thanh sắc thạch sư trực tiếp chuyển vào trong viện của hắn, bắt đầu cẩn thận tính toán. Hắn chỉ biết thanh sắc thạch sư không đơn giản, phía trên rêu xanh pha tạp, vô cùng rách nát, bên trong tuế nguyệt lưu lại dấu vết tang thương. Làm sao quen thuộc như vậy chứ, giống như gặp qua ở đâu rồi. Tiêu Phàm tay phải vuốt lấy cái cằm, nghiêm túc suy tư, đúng rồi, có lẽ tu la truyền thừa sẽ có một chút ghi chép. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền ngồi ở tại chỗ, thi triển nhất tâm nhị dụng, một lòng chìm vào bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm. Một lòng vận chuyển vô tận chiến quyết, trị liệu thương thế trên người. Cũng may hắn che lấp rất tốt, Huyết Yêu Nhiêu không nhìn thấy thương thế trên người hắn, nếu không thì không chỉ là ngờ vực đơn giản như vậy. Lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm, nửa đường Tần Mặc cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn tới tìm Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm đang tu luyện cũng đành rời đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt, con người rơi vào bên trên thanh sắc thạch đầu, run giọng nói, thì ra là thế. Đường vân bên trên thanh sắc thạch sư này lại là hồn văn trong truyền thuyết. Thanh sắc thạch sư là kiệt tác của hồn điêu sư. Gạch nối gạch nối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.